First Consulting Group, văn phòng chuyên nghiệp về di trú. À, nhớ rồi, cái văn phòng này là con mình nó bảo lãnh mình qua đây mà. Qua cái văn phòng này tốt đó. Nhưng mà bảo lãnh qua thì nhanh, nhưng mà thằng con mình nó làm cho mình buồn quá. Alo, tao không cần mày quan tâm nha. Tao nói thiệt với mày á, cái điều tao sai lầm nhất trong cuộc đời tao á là để mày bảo lãnh qua đây ha. Cái gì? Mày đừng có nói nhiều, mày cứ nhìn lên bàn kiếm cái bức tâm thơ của tao ha, rồi coi đó, rồi ngủ ngon đi nha con. Đừng có nhớ gì tới thằng già này hết á. Cái gì? Không có tình cảm đâu mày, thơ chửi đó. Vậy đi nha. Không biết con cái nhà ai mà mất dạy. Ủa, mình đẻ ra nó mà. Thiệt là tức. Hồi sáng á, mình giận, hùng hổ bỏ đi. Bây giờ ra đường, tính vô nursing home này sinh ở đây. Sao giờ thấy trời lạnh, thấy nhót nhót. Tiền bạc thì không có bao nhiêu. Ước gì bây giờ tự nhiên ông trời cũng cho mình một gói tiền, một túi tiền, sống qua ngày cũng đỡ. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, còn gì nữa đó hả? Trời ơi, có rồi. Cảm ơn trời, cảm ơn trời. Tiền. Có gì đây? Ăn cướp hả mày? Ăn cướp hả? Mày, 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 mày. Ồ, à, help, help, help. Help con khỉ. Tôi lại đâu mà kêu heo. Ông ăn cướp đồ tôi. Cướp cái gì? Cái túi đồ đó, tôi thấy ai quăng ở trên cái nóc này mà. Cái gì hả? Xin lỗi. Xuống đi. Tự nhiên trong phóng ra như ngựa vậy đó. Tôi nhúng như chơi thú nhúng vậy má. Xuống đi. Chết mẹ, sao giờ xuống không được? Sao vậy? Nó kẹt kẹt cái gì ông nội ơi? Lấy con nó bị kẹt cái gì vậy? Ây à, cái pẹt mơ ti á. Trời ơi, bà vô duyên quá. Tự nhiên ở đâu nhào ra nó ta ăn cướp. Xin lỗi. Hả? Chị biết tới chưa? Chị biết hả? Ừ. Dữ là tôi cũng mới tới, tôi không biết nữa. Đỡ tôi dậy coi. Điện thoại mấy đứa nhỏ không đứa nào nghe máy hết. Anh muốn chết. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Tôi đi nha. Ê ê ê. Bà. Bơi. Bà. Trời ơi, bà đi. Để cái túi này lại. Chị Mừng gọi đại bàng, chị Mừng gọi đại bàng. Dạ, đã bắt được bà lão. Dạ, dạ, bắt được bà lão rồi. Dạ. Cái gì trong này đây? Trời ơi, cái gì nữa vậy? Bắt được. Đứng lại. Bên đây là cái ngày gì mà toàn bị gái đè không rồi trời. Đứng lại. Cái gì? Tôi có chạy đâu mà đứng. Lật lên. Kẹp vậy cho chắc ăn. Nhí, sợ má rồi. Bà làm cái gì vậy? Bà ơi, con bắt được bà rồi. Bà cái con khỉ, tao là ông mà. Trời ơi, ủa ông mà sao giọng eo eo vậy? Trời ơi, bà kẹp chiều này sao tao nói được giọng là ông mày? Vậy hả? Đâu, buông mặt ra coi. Hả?
người đàn bà có râu. Mày vô duyên. Dạ. Có đàn ông với đàn bà nào? Dạ dạ bác, dạ bác con xin lỗi bác. Dạ. Xuống. Dạ dạ dạ. Xuống, bước xuống lại lên. Bác đợi 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 con. Ừ. Trời ơi. Ây da. Cái gì nữa? Dạ kẹt kẹt bác ơi. Kẹt có phẹt mua tia phải không? Dạ đúng rồi bác ơi. Để tao gỡ cho. Dạ trời ơi. Ây da. Ây da. Ui da. Ây da. Ây trời ơi. Trời ơi. Trời ơi cái quần gì mà kỳ cục vậy trời. Trời ơi. Trời ơi làm tao nó ở nhào vô dễ mà thoát ra khó quá hà. Rồi, rồi, rồi bác tự đứng lên đi bác. À, bị hai cú đứng không nổi mày ơi. Bác đứng lên được không bác? Dạ, bây giờ xìu lên không nổi. Là ý bác nói sao? Tao mệt lắm rồi đứng không nổi. Dạ, già già xìu dễ mà lên lên khó phải không bác? Ừ. Được rồi để con kéo bác. Đợi bác lên coi. Trời ơi già cả ăn cái gì mập thay như con heo vậy mỡ không mà kéo lên không nổi luôn đây nè. Trời ơi, tao đâu phải cái đồng hồ rồi mày quay vậy? Dạ bác nặng quá, bác cảm đi thôi, giờ bác tự xử giùm con đi, bác nặng quá. Trời ơi. Ui cha. Nè, cô là ai? Dạ. Mà tự nhiên, ở đâu phóng ra đè tôi xuống vậy? Dạ, con xin giới thiệu với bác, con chức vụ ở đây là Security. Security má ơi. Dạ con thích cái chữ security. Con gọi con quen rồi, rồi dạ muốn... con à. Kim lương y tá của nursing home. Cái gì? Dạ. Cô là y tá của nursing home này? Dạ. Hay quá trời ơi. Y tá hả? Đúng. Dạ thưa bác, con là một y tá ở nursing home. Trời ơi, người ta nói y tá như mẹ hiền. Sao cô giống mẹ mìn vậy? Mẹ hiền hay mẹ mẹ hiền hay mẹ mình gì cả mẹ nó. Bây giờ con bận rồi, con xin phép bác con. Ê, không. Cô đi tá phải không? Dạ, dạ, dạ. Tôi có chuyện gấp lắm. Không. Gấp. Bác không gấp bằng con đâu. Hả? Con xin phép bác cho con đi cái. Không. Tôi có chuyện gấp mà. Không, con gấp hơn bác nhiều. Con phải đi tìm bác ơi. Tìm cái gì? Quan trọng lắm, con tìm cái này quan trọng. Không tìm được là con bị trục xuất, coi như là con không có đi làm. Khỏi đi đâu. Dạ. Cái quan trọng nó nằm ngay đây. Hả? Nè, thấy không? Ủa? Đây tôi nói cho con nghe, cái túi này đó là tôi lấy được từ một bà già mà tôi nghi bà là ăn trộm. Tại vì á, cửa chánh mà không đi mà bà nhào, bà leo hàng rào. Bác ơi bác, con đâu có tím ba cái đồ ăn trộm này đâu. Con đi tìm một bà lão đang bị bệnh tim già nua. Bây giờ bà đi ra ngoài khỏi nursing home này nè. Bà lạc một cái là coi như là con bị mất cái chóp làm việc ở đây. Ủa? Con xin lỗi bác, con phải đi. Ủa sao? Sao thế? Không phải gì đâu. Hả? Sao bác? Hello. Hello honey. Oh. Long time no see. Cái gì vậy? Hai. Ba. Dạ. Trời ơi. Nhỏ lớn là lần đầu tiên tôi thấy tình yêu đồng giới. Ghê quá. Ê con kia. Dạ. Mày nói gì đó? Hả? Dạ. Dạ, con từ trước không... giờ mày chưa thấy bóng già hả? Cái gì? Đi mày! Dạ, đi đi! Cái gì vậy? Dạ, hả? Trời ơi! Dạ bác ơi! Bóng thì con thấy rồi nhưng mà cái dạng bóng muộn như bác nó là con còn chưa thấy. Ở Mỹ nha! Dạ. Mỹ nó công nhận tình yêu đồng giới rồi nha! Dạ. Lãng hoạn tôi kiện cô đó! Đi đi! Dạ, thôi xin phép bác con đi! Đi đi! Dạ, con đi nghe bác! Ê, đừng đi! Đi đi! Đi im cho đi! Đi! Lạ quá. Trời ở trên. Đi! Dạ, con đi. Dạ, cái dạng mà cái người đàn ông mà mặc quần chấm bi màu đỏ mới nhìn tưởng ông già Noel nhưng mà không phải. Ông lại vậy? Cứ tự nhiên nhào nhào đó ôm tôi. Xếp cứ góp mà. Tôi nè. Chủ nhân của cái giỏ. Ủa? Râu mọc lẹ vậy? Dẻ. Trời ơi. Ông ơi, ông thông cảm. Tôi phải ra tôi lấy cái giỏ này. Tôi chuẩn bị cả năm rồi đó. Ơi, chuẩn bị cái gì trong này? Nhang đèn. Cái gì? Nhang đèn. Trời đó bà hết chuyện sao bà ăn trộm ba cái thứ rẻ tiền này vậy? Không phải, cái này đâu phải ăn trộm. Thứ sao? Tôi chuẩn bị đặng tôi về tôi đón giao thừa với con cháu tôi. Trời đất ơi bà cũng rảnh quá. Đón giao thừa với con cháu thì kêu tụi nó tới rước mình về được rồi. Mắc mớ gì phải leo rào làm quan trọng quá. Có điện thoại rồi mà có đứa nào nó bắt máy đâu. Ủa sao vậy? Không biết nữa, không biết tụi nó có chuyện gì không nữa. Mà có con y tá đó tụi đâu có dám ra lấy. Tụi phải lấy với kỳ tụi dễ cái râu lên.
Thành tối thành sáng nó tưởng tôi là bóng. Hèn gì, bà làm sao mà nó tưởng tôi bóng luôn, kỳ thế bà. Thôi, ông thông cảm, đồ này cũng đồ của ông mà. Hồi nãy tôi lấy lộn cái vỏ ông đó. Thôi, ủa mà sao ông vô đây chi vậy? Ông đứng đây chi? À, tôi tính xin vô viện dưỡng lão này ở. À, thì ra cũng là con đuổi vô đây vậy. Còn lâu, không có đứa nào đuổi tôi vô được hết. Tôi chỉ bị nó lừa thôi. Còn cái nào mà lừa cha mẹ thì mấy bà. Không lừa hả? À, nó bảo lãnh tôi qua đây 2 năm. Mà nó để tôi ở trong nhà. Ngày nào tôi cũng phải nhìn 4 bức tường xung quanh. Buồn thấy bà luôn. Thôi ông ơi, ông vậy mà cũng đòi hỏi con cái quá đáng. Bây giờ nó đi làm còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bill này nọ tùm lum tùm la. Không đi làm hai cha con ôm nhau chết đói hả? Nè, bà nói vậy cũng đúng. Tôi nói bà nghe, con cái gì mà kỳ vậy? Tôi bị bệnh cả tuần lễ, nằm ở nhà nó cũng không biết. Ông có nói cho nó biết không? Không. Ông nói cho biết, ông chết thì mày kệ mẹ ông cho rồi đi. Ông không nói cho nó biết được, nó còn phải đi làm mà. Bổn phận làm con thì nó phải biết chăm sóc cha mẹ, quan tâm. Tại sao phải nói đó, nó mới biết hả? Quan tâm chăm sóc mình ngoài nói cho nó biết chứ. Cái này tại ông lì quá, ông không nói cho nó biết. Bởi vì ông vô đây là đúng rồi. Nhưng mà ông vô đây á, là tôi thấy ông là tầm bậy rồi đó. Bà nói vậy là sai. Không. Vô đây á, ít nhất mình có người nói chuyện, có người săn sóc, chăm lo cho mình. Còn hơn ở nhà, không ai lo. Vô thử đi rồi biết. Tôi ở trong này mấy năm được tôi kinh nghiệm. Cái con mà hiền nhất là cái con hồi nãy đó. Còn tất cả là trên level của nó hết. Trên hết level là up up không, không có đào. Hiểu không? Con đó là hiền nhất mà tỉnh nhất ở trong cái nó sinh hôm này đó. Ghê vậy. Vô thử đi rồi biết. Ê, xe buýt tới chưa? Chưa, nãy tôi mới tới à. Chắc có phải nửa tiếng nữa mới tới. Hey, thôi kệ, có ông ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn. Tôi cũng đang chờ xe buýt đây. Nè, bà về thăm con cháu là sao? Và tại sao bà muốn về thăm? Ôi. À, cúng vô thừa nó làm chi? Bà cúng trong nursing home này cũng được vậy. Ôi, nói vậy chứ về có mùi con cháu nó cũng vui hơn. Ồ. Chứ năm này về không biết sang năm có về nổi không. Đúng thành rồi. Thành ra tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Nhìn cái tướng bà vậy tôi nghĩ sang năm chắc đu vách thử nhang quá. Cha già mất nết. Du duyên. Yếu quá mà. Yếu thì yếu chứ. Làm gì đu vách thử nhang. Chờ đi, có xe buýt là tôi về. Rồi, ngồi chờ đi. Ê, già ở đây không có con ở cháu buồn lắm ông ơi. Ông nên ở nhà. Thôi khỏi đi. Khổ quá. Chuyện của tôi biết tính rồi. Chuyện bà lo chuyện bà đi. Thì đây đang chờ xe buýt là về. Ăn đón giao thừa, ăn Tết với mấy đứa. Chị Mân gọi đại bàng đã leo lỡ luồng lách tìm bà già nhưng mà vẫn không thấy bà. Cái gì vậy? Cái gì nữa hả? Ngồi lại tư thế cũ. Đóng cửa thôi đó nha. Ê, đừng có vuốt, nhột. Hả? Nhột, chồng làm. Chết lâu rồi nhột. Làm là phải cho giống. Trời ơi, mình đi một vòng mấy chục phút quay lại mà mần cũng chưa xong nữa trời. Trời ơi, cái gì mà già cả gì mần lâu vậy trời. Anh yêu. Mơ. Em yêu anh lắm. Oh yeah. Lâu quá không gặp. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, thôi, tới đó thôi, tới đó thôi. Không lên cái nữa là giả rớt răng liền. Trời ơi, trời ơi. Không ngờ hai ông già này ổng có nhiều kiểu lạ dễ sợ luôn á. Trời ơi. Trời ơi, già mà còn chơi cái màn đá lửa. Ủa lạ quá. Ông bung cái giống ôm gì vậy? Ý, thôi mình rảnh, mình ra mình giải lao, mình coi cine đi. Trời ơi. Mẹ rồi nó ngồi luôn rồi. Thôi thôi, thôi ráng đi, ráng đi. Hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực. Oh yeah. Cái con quỷ. À, dạ. Mày coi phim trả tiền hả mày? Ủa con tưởng coi free. Còn lâu, ai rảnh nào đóng free cho mày coi. Dạ. Vậy nhiêu tiền vé bác? $10. Để con coi coi. Trời ơi, nói giá chi vậy? Để cho nó đi đi. Con còn đô coi được không bác? Cái gì? Có đô hả? Một đô hả? Dạ. Cho bà coi khúc cuối thôi nha. Dạ. Rồi hết rồi đó. Hả? Trời ơi. Già bởi vì cái gì cũng nhanh. Hả? Cái như gà, cái xong à. Khúc cuối mày đòi hỏi gì nữa mày? Tao mày đi đi mẹ ơi. Trời ơi. Trời ơi, bác con dặn bác nghe nè.
phim vui đó. Nhưng mà hả, con dặn bác mai mốt bác có làm ba cái chuyện này á, bác vô ở trong á, bác làm nó kín đáo. Chứ ở ngoài này gió máy lắm mà trời tuyết nó xuống một cái là đang làm cái nó cứng hàm luôn á. Mà tuyết nó xuống cái là dán sao đóng băng y chang đó. Mày đi đi mày ơi. Dạ, con đi cũng được bác ơi. Mình quý là phải sợ. Mình phải ôm âu yếm như vậy cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta chứ. Yeah, oh yeah. Yes. Oh, oh my god. 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 Mới vừa nói cái gì vậy? Mới vừa nói ôm để cho biết cái gì vậy? Để cho cả thế giới này biết hai đứa tao yêu nhau tình yêu đồng giới. Oh my god. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cái gì? Có biết làm như vậy tôi đau lắm không? Quay lại đây. Ông nè. Trời ơi, tại sao quên ông? Con kẹp Nhi hả? Ê, trời ơi. Nhi dám bỏ tôi. Cái gì? Dám bỏ tôi không có được quên ông. Trời ơi, mày đứng lại. Không dám đâu, quên mày luôn. Trời ơi, không dám cái gì vậy? Mày luôn. Đứng lại. Mày là người yêu ông hả? Đứng lại. Quên mày luôn. Ông đeo ra ông nội ba tôi đó. Ba. Đứng lại. Trời ơi, lần đầu tiên coi được phim tập 2 bóng hỗn hợp. Mày im đi. Không hợp con quỷ. Trời ơi, ba ơi. Ôi, con không ơi. Nghĩ luôn thôi. Tự nhiên cái hồi nào đến giờ ba không sao. Nước ba qua đây được 2 năm cái ba đổ bóng. Già rồi đổ bóng, tao gọi là bóng xế chiều tà đó ba. Ủa anh? Không có. Ủa anh, vậy nãy giờ đây ba anh đó hả? Ba tôi tự nhiên không làm gì hết. Viết cái tâm thư dài thòn để ở nhà. Nói với tôi là tôi tệ bạc. Thì ra là kiếm cớ cuốc gói bỏ nhà theo trai. Anh ơi, anh đừng có buồn. Nhiều người vậy đó anh ơi. Lúc trẻ người ta bình thường, mà lúc già người ta lòi bóng. Cái đó gọi là bóng muộn đó anh. Bác tránh ra đi. Em làm, trời ơi mới nãy đó. Trời ơi, hai người mày... già như vậy nè. Quá, mà ngồi lên như vậy nè, đó. Coi nè, khung nè. Giống như là ăn xương vậy đó. Em ngồi ra em coi tới đâu mà tao nói em giỡn da gà mà em tới đó luôn. Tôi biết ba tôi làm thấy ghê không chứ cô thấy ghê. Trời, cô con gái mà sao cô thấy ghê vậy? Dạ, tại vì em coi phim sao rồi em... Ba nỡ nào? Ba ra ngoài đường, ba bôi tro trét trấu vô mặt con vậy ba? Trời ơi, có bôi cái gì đâu, có hai đứa tao tự bôi nước miếng cho nhau thôi hả? Ông im đi! Ông quen ba tôi từ hồi nào? Ông nói cho tôi biết! Thôi, con của ông như vậy rồi, chúng ta chia tay! Ông không có được đi đâu hết, ông phải ở đây chạy tới tới rồi mà. Ông không có được đi! Tới rồi! Trời ơi! Tóc dài mà để đâu nữa? Sao mày vô duyên vậy? Ca sĩ cũng có người để tóc dài mà cũng để râu đó sao? Quá ra là bà bác phải không? Bà bác bỏ trốn mà bây giờ bác vẽ râu lên con nhìn không ra. Ông Thao, Chim Mừng gọi đại bàng. Dạ, con bắt được bà lão rồi. Con đừng Chim Mừng đại bàng gì hết. Dạ. Tôi lại cô cho tôi về. Tôi về tôi cũng giao thừa với con cháu tôi đêm nay đi cô. Nhưng mà không được bác ơi, bác phải ở lại đây. Không, xe buýt đi rồi kìa. Không, xe buýt đi rồi. Xe buýt bây giờ đi cuốn rồi. Xe buýt đến là bác cũng không đi được. Trời, bác phải về đi tôi lại cô mà. Cô cũng lại bác. Bác phải ở lại đây. Bác già cả rồi. Bác đi lỡ bác có chuyện gì là con bị bệnh, là con bị đuổi việc. Không có sao đâu, cho tôi về đi một đêm nay thôi. Chỉ một đêm nay tôi cũng giao thừa xong mai tôi qua lại liền. Con đã nói với bác là không được. Yên lại đi. Nè, khoan. Bây giờ có chuyện có ai cho tôi hiểu được chút xíu vậy không? Tôi mới vừa tới, tự nhiên nói ba tôi là ăn bóng già, xong giờ lòi ra bà này là bà lão, bắt bớ vụ gì nữa là làm sao? Thì là câu chuyện gì nè, tôi kể cho anh nghe. Bà lão đây á, là bà ở trong cái nursing home mấy năm nay rồi, mà bây giờ bà bị bệnh tim yếu dữ lắm, mà cứ lén lút tính trốn đi về để ăn Tết không à, mà không có đi được, bệnh viện người ta không có cho. Sao đây... không được? Nè, cô y tá, tôi nói cô biết nha, cô có trái tim không? Cái bà này á, bà chỉ cần xin cô về có một đêm thôi để cúng giao thừa với con cháu bà. Gì mà cô không cho. Năm nay á, bà còn sức khỏe. Biết đâu năm tới, bà không còn đủ sức đi. Lúc đó cũng muốn cho, cũng bằng thừa. Lại cô bà cho tôi đi một đêm này thôi. Bà ơi, thực sự là con cũng muốn cho bà đi lắm. Nhưng mà cả gia đình của bà đi nghỉ vacation rồi.
vacation. Gì mà nói được. Mất dạy. Sao tự nhiên ba chửi con? Vacation đi không luôn. Sao không đem cha mẹ theo? Con có đem bà đi được đâu, bà đâu phải mẹ con đâu, con tới rước ba mà. Tao chửi con chửi mày. Chửi con hả bà? Dạ. Thì con cũng nói sao không cho bà đi. Bác đi mà gia đình gửi email nói là bằng mọi cách phải giữ bà lại. Tại nếu mà đưa bà đi như vậy thì cũng rất là phiền phức. Phiền phức cái gì? Cha mẹ mày phiền phức cái gì? Hả? Về cái xanh thôi mà. Đi nó mà không được. Bây giờ đem chờ đi theo có sao đâu. Dạ. Bác gặp con của bà. Cái gì? Chửi đi con đâu phải. Bà nó cũng dễ mày. Dạ con chỉ security với y tá thôi mà. Con đâu có trách nhiệm nữa đâu. Con chỉ trách nhiệm giữ bà lại thôi. Ông không có được chửi con tôi. Sao không được chửi? Thì nó làm lụng cực khổ cả năm trời. Cũng phải cho vợ chồng nó đi chơi chứ. Mình già rồi. Đi theo chi cho khó khăn con cháu. Rồi nó không được tự do. Bà đừng có binh. Bà binh vậy là bà binh sai rồi. Sai cái gì? Con cái nó có thể bỏ cha mẹ. Nhưng cha mẹ không thể nào bỏ con cái được. Thôi. Tôi cũng giao thừa ở đây cũng được. Tôi khỏi gì à? Mình đi vô đi cô. Khoan đã bác. Cô y tá. Cô y tá. Cô ra đây. Cô đi ra đây. Tôi bữa nay là tôi tới để tôi rước ba tôi về. Tại ba tôi viết trong thơ nói là tới xin vô nursing home ở. Mà tôi thì tôi không hề muốn ba tôi vô nursing home một chút nào hết trơn á. Thì tới đây tôi mới gặp trường hợp của bà lão như vậy nè. Không ấy cô cho bà lão về nhà tôi đón giao thừa với nhà tôi một ngày thôi. Ngày mai tôi trở lại cho bà lão có không khí gia đình một đêm thôi mà. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Tao nói là bữa nay mày không còn mất dạy nữa. Mày mới là con của tao đó. Ủa, ba không hổ danh là tài bánh tráng ha. Lật ha. Lật cái gì? Giả mày chết cha bây giờ. Lật cái gì? Dạ con cũng thấy. Ý nó hay. Dạ anh nói đúng á bác. Vậy sao? Mặt vậy mà không ngờ bác tính hai mặt ghê á. Đánh nè. Dạ. Vậy cho bác về đón dạ. Giao thừa con. Dạ bác về với nhà con đi. Ông anh cho tôi về đón giao thừa nhà ông anh cho có không khí gia đình được không? No problem. Hả? Dạ ba con nói là không có thành vấn đề. Dạ vậy thôi. Cảm ơn. Nhưng dạ, mà khoan. Con quyết định là cho bà về đó. Khoan. Dạ. Còn một chuyện tôi hỏi mày. Dạ. Nhà có hai phòng thôi. Dạ. Mày ở một phòng, tao ở một phòng. Dạ. Bà về, bà ở về. Ở với bà. Chứ không lẽ qua ở nhà con, phòng con. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Mày nói đúng ý tao quá. Con nói thiệt với bác, con ở với ba con 30 năm mà tâm lý ba con khó dò lắm. Khó lắm. Chắc là lia thia quen chậu. Hôm nay ông quen cái chậu ở đằng này rồi đó. Vậy bây giờ đi con dắt bác ra xe. Rồi cái giỏ của ba con nữa. Đây nè. Về lẹ đi để tuyết. Thôi tôi đi nghe cô y tá. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nghe. Cảm ơn cô y tá. Dạ thôi đi. Đường này, xe con để bên này. Ủa đâu? Đúng rồi, xe con bên này. Dạ. Khoan. Bác ơi, bác đi. Ủa có mèo kêu đâu vậy? Không phải, nó khóc. Con khóc đó. Cái gì khóc vậy? Thì bác đi một bữa rồi bác về mà. Con vẫn chăm sóc bác như ngày xưa. Dạ, con biết mà. Chứ sao con khóc? Sao? Nhưng mà con khóc, cái này là con khóc cái hoàn cảnh của con. Hoàn cảnh mày sao? Dạ. Con vô cái nursing home này con làm việc là cũng xuất thân vì con mồ côi cha, mồ côi mẹ. Bây giờ lớn lên, gái ế chồng vẫn còn nguyên cô độc. Giờ bác đi rồi. Hôm nay giao thừa con cũng được nghỉ vacation mà không biết đi về đâu. Anh ơi, hay anh dắt em về nhà anh. Em đón giao thừa cho vui, chung nhà, chung cửa được không anh? Chết cha, bác ơi, ba con mua trâu được nghe rồi kìa. Thì đừng có bậy nha. Thì nói với ai vậy? Dạ, con... Ủa, nãy giờ con ghé bờ dài bác hả? Ừ. Vì ảnh đâu rồi bác? Bên kia kìa bà nội. Ôi, dạ, con sorry bác lộn bờ dài. Hèn gì thấy cái dài nó hơi sệ, nhão nhão. Anh. Hả? Cái ý lúc nãy mà nết đã chuyển tải rồi đó. Anh có nghe không? Anh có thể cho em về em chung đón giao thừa rồi em chăm sóc hai bác,
em không có lấy tiền babysit được không anh? Ấy ơi nói thôi chứ đừng dựa bờ vai này, 30 năm chưa có ai dựa đấy ấy ạ. Khoan. Dạ thôi tự dựa. Để tôi họp gia đình tôi chút ba. Chuyện gì? Bây giờ tình hình vậy, bà y tá này bà xin về, bà thấy sao? Không, để tao quyết định. Bây giờ tôi có quyền hơn ông, để tôi quyết định với nó. Tôi rồi. Quyết định với con trai mình. Nhưng mà... nhanh không thấy tôi nhanh đâu. Quyết định nhanh nhanh nè bác. Bà nhanh như quả tiễn vậy. Được rồi. Dạ. Nhanh như quả tiễn gì. Nè, cho nó về luôn đi. Sẵn nó chăm sóc bác, chăm sóc ba con. Trời ơi. Cho nó về đón giao thừa. Bác cái nhà con như cái trại tế bần vậy đó hả? Mày nói quá mẹ ơi. Nhưng mà cái chuyện mà đón giao thừa, cái chuyện cúng là quan trọng. Mà cái hậu là sau khi cái cúng á. Là sao? Là sao? Nhà có hai phòng à, ba với bác ở chung phòng. Rồi bà về bà ở đâu? Ở phòng mày. Ồ thế à? Phải quá rồi, cái gì phải quá giả bộ. Em thấy bác đưa cái ý kiến cũng đúng đó, hai bác ở chung phòng, em nhanh ở chung phòng cũng như lắm à. Mà tao nhắc nha, con này nó kẹp dữ lắm á. Dạ, tại em làm security mà em kẹp với em nhúng dữ lắm. Trong này là nó là dữ dằn nhất đó. Dạ. Không sao, kẹp từ từ con kẹp lại. Vậy bây giờ á, ủa? Thôi mình đi luôn. Khoan, dạ. Phải báo về trong nó xin hôm chứ. Đây, bắt đội đó, để con giải quyết. Gì đó vậy? Chị Mừng gọi đại bàng. Trời ơi. Đã tìm thấy được bà lão, nhưng mà con y tá mất mẹ nó rồi. Vậy thôi hả? Giờ đi, đi đón giao thừa. Trời ơi. Trai đẹp núp đằng sau nãy giờ không thấy hương phấn nữa. Đây là thẩm mỹ viện New You. Em là thư ký kim cố vấn về nhan sắc. Có nhiều người, người ta làm, người ta đến đây, người ta chỉ muốn cắt con mắt thôi. Em tư vấn một hồi nó kéo nguyên dòng họ tới cắt luôn. Nói chung thẩm mỹ viện New You này bây giờ là thuộc quyền sở hữu của em. Làm tất đẹp cả ngồi yên. Gì vậy? Còn đừng nhúc nhích. Hả? Cướp. Đi ra khóa cái cửa lại. Trời ơi, anh cướp. Cái thẩm mỹ viện này bây giờ là của tôi. Anh ơi, anh có cướp, anh ra nhà băng anh cướp. Ở đó có tiền, còn trong đây bông băng thuốc đỏ không à? Đúng, tôi vô đây tôi cướp. Nhưng mà tôi muốn cướp sắc. Trời đất ơi, mấy ba mấy má nào mà tới đây thẩm mỹ là đều xấu quắc, đâu có sắc trong cướp. Trời ơi, ý của tôi nói là tôi muốn cướp sắc về cho tôi á. Chưa có hiểu, trời ơi, cướp cái gì vậy? Cầm lấy. Ê, súng, trời súng, cứng nhắc à. Em sợ cái súng lắm. Bà này bà diễn sâu dễ sợ. Không có một cái người nào mà sợ cái súng mà ta ôm chặt cái súng giống vậy. Ôm sợ, sợ súng. Sợ cái gì? Đó đâu phải súng, cái đó là tiền đó. Tiền hả? Yeah. Ủa, sao vô đang cướp không lấy tiền của tôi mà tự nhiên đưa tiền cho tôi vậy? Còn đó mới có 1 cọc à, còn 3 cọc nữa nè. Đâu à? Trời ơi, quá trời. Dạ anh ơi anh, tôi lại anh. Anh đem chi mà có đóng tiền vậy anh? Mà sao tiền lẻ không vậy? Tiền lẻ mà nó nhiều. Tôi định vô đây là tôi muốn đi thẩm mỹ. Nhưng mà nói chị nghe nè. Cái gì? Ông vô đây thẩm mỹ hả? Dạ, nhưng mà em mắc cỡ, cho nên em mới kêu chị đi ra khóa cái cửa lại cho em. Ê, lần sau làm thẩm mỹ rồi tôi muốn tim tôi muốn thòng xuống luôn, tôi tưởng cướp. Không có, nói thiệt, tại vì em phải bịt đầu khẩu trang lại sợ mấy đứa bạn nó giận ra nó chọc quê. À vậy hả? Dạ. Nói chung là làm thẩm mỹ đúng không? Dạ đúng. Trời ơi, hú hồn. Tôi lấy hồn tôi lại coi. Dạ. Để tư vấn cho anh. Dạ. Dạ. Em nói chị nghe nè. Gì? Cho em hỏi đàn ông có ai vô đây thẩm mỹ không chị? Trời ơi, hỏi câu nhà quê hết sức. Có coi phim Hàn Quốc không? Trời, thời buổi này không coi phim Hàn Quốc là lạc hậu á. Thì đó, cậu tưởng nè, cậu nhìn đi. Đó, hình nào tàn, tài tử không à. Cậu tưởng sanh ra là người ta đẹp như vậy hả? Ủa, nhưng nói vậy là nó xấu lắm hả chị? Trời đất ơi, hỏi câu dư thừa. Nhờ vô thẩm mỹ người ta mới đẹp được như vậy á. À, gì hả chị? Ừ. Trời ơi, vậy là thẩm mỹ mới được vậy hả chị? Ừ. Trời. Chứ ông nào ông nấy bước vô là cái mặt xấu á. Không có ai ví dụ ta. Xấu cỡ cầu á. Trời ơi, xấu mà không có cha sanh mẹ dạy. Xấu mà xúc xỉa, xấu mà lây lan, xấu mà hàng xóm dán hình không cho vô nhà. Nói chung là xấu kể như là má hú. Bà nội khóc, bà ngoại gì quỳ lại ông địa. Thiệt á.
chị gì? Em biết là em xấu à. Nhưng mà em đâu có ăn hết dòng họ, ăn hết của gia đình của chị đâu, mà chị làm thì chị sĩ giả vô mặt em dữ vậy? Không, ý là tại không ai xấu cỡ cậu để tôi ví dụ, đúng không? Mà tôi nói cậu nghe nha, tôi nói cái gì? Ông phải tôi chửi vậy để cho cái xấu nó không có lây, nó thấy tôi sợ nó không có lây. Thôi đi bà. Gì? Trời, xấu mà làm như bệnh truyền nhiễm thì còn lây lan gì nữa. Lây sao không lây? Cậu thấy hả, người ta ở với người đẹp thời gian ta đẹp, ở với người xấu thời gian xấu, đứng xa xa tôi ra ba. Cái gì? Chị gì? Vậy? Cậu yên tâm đi, tôi nói vậy thôi chứ cậu bước vô cái new you này của tôi rồi là cậu sẽ thay đổi cuộc đời mới. Vậy hả chị? Dạ. Trời ơi, bây giờ em mới biết cái thẩm mỹ viện tên New You, và chị giải thích em mới hiểu á nha. Thì đó. Đó, hồi đó giờ em đi ngang đi qua đi lại, cái em nói ai mà đặt cái tên thì nó thấy nhìn thấy cà chớn dễ sợ luôn á. Thiệt, nghe nó rất là tầm sàm. Bây giờ chị kể em mới thấy là cái sự tầm cỡ của cái nó. Thì mới. Dạ, mình có nhiều bước ra cái bước vô của mình, bước ra cái mình New You. New You. Dạ, mình New You rồi cái mình có New Life. Đúng vậy. Dạ, New Life rồi cái mình Happy New Year. Chưa, muốn muốn happy là phải bỏ tiền vô thẩm mỹ mới happy. Nó phải có tiền hả chị? Ừ. Có tiền là có tất cả. Có tiền cả tất cả. Có tiền là xấu như ma cũng thành tiền nha. Đúng không chị? Không, sao lao thiệt chứ. Không phải hả? Phải là thiệt, dạ, phải mà dạ, dạ. Tại vì cậu biết sao không? Cậu lên, cậu chết đi sửa, tao làm cho cậu đẹp hết luôn. Vậy hả chị? Ừ. Tôi tốn tiền hả chị? Ừ, có, dạ. Tiền nó quan trọng. Dạ em biết. Nhưng mà còn nhiều cái nó quan trọng hơn. Dạ. Hiểu không? Dạ, tụi Hàn Quốc tụi nó thấy tụi nó làm quá hả chị? Trời ơi, mà Việt Nam mình á là tại không có chú tâm thôi. Dạ. Đàn ông Việt Nam mình á là không có chú tâm. Chứ đàn ông Hàn Quốc cậu có biết là một năm nó xài bao nhiêu tiền mỹ phẩm nó sức vô mặt không? Bao nhiêu vậy chị? 900 triệu đô la Mỹ. Cái gì mà tới 900 triệu dữ vậy chị? Thì bởi vậy mà chưa đâu nha. Hôm bữa tôi qua tôi học cái nghề thẩm mỹ này nè. Dạ. Tôi đang đi trên chiếc xe taxi. Dạ. Để ra sân bay gấp vậy mà cha tài xế nở lòng nào tắt vô lề. Làm gì? Sức kem chống nắng. Chị sao chị nói quá à, có không? Trả sức 15 phút mà sức nhiều hơn tôi nữa đó. Dạ. Mà đàn ông mình á là Việt Nam mình đi về là nhào vô đi làm về ôm vợ ôm con đúng không? Dạ đúng rồi. Còn đàn ông Hàn Quốc không, nó nhào vô nó ôm tủ lạnh lấy trái dưa leo liền. Làm gì vậy chị? Đắp mặt nạ. Bây giờ ở bên Hàn Quốc người ta cấm rồi, không cho đắp mặt nạ dưa leo nữa. Sao vậy chị? Không còn dưa leo để làm kim chi ăn. Trời. Thiệt. Chị ơi, nếu mà nó cấm đắp dưa leo rồi mấy mình đắp dưa hấu được không chị? Dưa hấu nó tốt hơn dưa leo. Dạ, vậy mình đắp dưa hấu đi. Nhưng mà nó ngọt rồi nó bu dữ lắm. Trời. Tự nhiên ngồi đắp dưa leo xong rồi phủi như cái thứ tụi bu kiến đậu coi nó kỳ, nó mất sang, hiểu không? Vậy hả? Kỳ lắm. Ở dưa hấu nó ngọt mấy mình đắp dưa muối đi chị. Muối nó mặn á chị, rồi mới đậu vô là có lên tăng xong nó chết queo liền à. Cha nội này tào lao, cái mặt của cậu là phải đắp đến dưa mắm mới được. Không đâu đâu à. Không kệ nó đắp dưa gì cũng kệ nó đi chị. Nhưng mà em bây giờ em phải công nhận nha. Sao? Bác sĩ thẩm mỹ là quyền năng dễ sợ luôn á chị. Dạ, dạ làm được nhiều thứ quá chị ha. Ở đây làm được nhiều thứ, cái gì họ cũng làm được hết trơn á trời. Dạ hả chị? Bởi vậy. Trời ơi, bây giờ cái con người như em giờ mà làm ra được gì không chị? Cái con người của cậu hả? Dạ. Ngắm 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 đi chị. Ngắm. Tôi nghĩ á, dạ, là cái mặt của cậu là không có nên không có nên sửa hả chị? Không có nên để nguyên vậy. Trời ơi chị, kỳ quá. À. Không, chị thấy cái mặt em bây giờ nó bình thường quá này đúng không? Vậy mình có sửa được gì không? Sửa chứ. Vậy hả? Trời đất ơi, cái mặt của cậu là tôi sửa xong rồi đó nha. Mà người ta nhìn vô nó không phải là con người ta nữa. Trời ơi, không phải con người ta mà lấy chị nói em xúc vật chị. Không phải xúc vật, phải bà. Chị nói chúng ta đang làm con người, tự nhiên chị nói không phải là con người ta là gì? Cậu có thấy ai đẹp, cái tao nói trời ơi, như tiên, hiểu không? Hiểu không? Đẹp, ý là đẹp. Tôi cho cậu đẹp, có một cái vẻ đẹp từ con người bình thường mà đẹp tới bất thường luôn. Ở vậy chị nói em khùng hả? Không phải. Không thiệt, tự nhiên đang bình thường giờ làm bất thường rồi chứ nói em khùng rồi. Tại tôi nhiễm cái thằng cha nào nè. À, cái gì? Cái thằng cha đen nhồ phú, thằng cha gắn lông meo á. Dạ. Cha hay nói tôi là người bình thường sẽ trở thành người phi thường đó đó. Nhớ không? Cha đó. Dạ vậy chị làm em người phi thường đi chị. Thôi phi thường là anh trả giỏi cho nội. Dạ. Còn ông là phải đẹp bất thường. Hiểu không? Đẹp bất ngờ mà không phải bình thường. Và tôi nói, con nghe có người vô đây thẩm mỹ xong đẹp bất ngờ luôn. Vậy hả? Có anh, để nghe, cái ông đây nè, ông sắp xuất viện rồi. Anh ơi, cái ông sắp xuất viện, đẹp lắm. Đẹp không? Tôi làm cho ông à. Ủa đâu rồi? Anh đường này nè anh. Nhiều người thẩm mỹ xong không biết đường về luôn. Trời. Ghê quá vậy chị. Tại cắt mắt á. Ủa đâu rồi? Ôi chị ơi, em... Nè, đó, trời đất ơi. Bên kia đứng, đón chào. Trời đất ơi. Rụng nụ. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Rụng á, thấy trai đẹp là rụng à. Trời đất ơi, tôi sửa cái mặt y như đang nguyên á. Trời ơi, sửa cái mặt y chang, tôi đẹp tới cưng chứ sợ. Cho hùng cái này. Hả gì đâu. Lâu lâu có cơ hội mà.
Cưng quá à. Hôm nay xuất viện phải không? Dạ, thưa chị, hôm nay em xuất viện. Ừ. Nằm ở đây mấy ngày mà em nhớ nhà quá. Ừ. Thôi ôi, nằm đây có mấy ngày mà đẹp như vậy. Ừ. Chị cho em nằm đây 1 tháng được không chị? Mày nằm 1 năm không biết được vậy chưa? Để em nhỏ nó kiện mà. Không, mà kệ nó, nếu mà đẹp nằm 1 năm em cũng chịu. Phải công nhận, em có phải công nhận là bác sĩ ở New You của chị thẩm mỹ viện này quá hay. Hoàn toàn mới luôn. Dạ chị nói đúng, bác sĩ rất là giỏi. Ừ. Em nhìn vào gương mà em còn không nhận ra em mà. Thầy ghét không? Gọi điện cho gia đình đón đi cưng. Alo má hả? Dạ con đây. Má nhớ nhốt con chó nhà mình lại nha má. Bị con chó nhà mình mà nó thấy ai là nó đớp liền. Con mới từ thẩm mỹ viện, tí nữa con sẽ về tới. Nhớ nha má. Dạ con bye má. Ê gọi lại cho má đi, báo cho má biết mấy phút là về đi. Chứ bây giờ em mà về má em cũng không nhận ra em, chứ đừng có nói con chó. À chị nói đúng không? Ờ. Em còn nhận ra em chứ đúng như là má em. Thì bởi vậy em cũng nhận ra em mà. Còn không thôi tới đầu ngõ này phải kêu liền con về nha má, để nghe được cái giọng. Hiểu không? Em, má nghe nè, qua đây nè. Cho anh hỏi, bữa trước khi em vô thẩm mỹ em xấu lắm hả? Trời ơi, hỏi cái câu ngu không? Dạ, không giấu gì anh. Em xấu như anh vậy đó. Trời ơi, hỏi gì, có đâm cho lũng ruột. Trời đất ơi. Không, không có giận chơi, anh hỏi thiệt, phải không em? Thiệt. Trời ơi, còn dặn dầm lại câu nữa. Thiệt không? Thiệt, cái này mới chết nè. Có đâm cái gì? Chị biết vậy đó, em hỏi vậy là để em xác nhận là coi như cái thẩm mỹ viện đây nó làm uy tín, để em biết mà em quyết định có làm hay không á. Ờ, vậy hả? Yên tâm đi, đây uy tín lắm. Dạ, dạ. Gì? Nhờ em đứng gần cầu này mà em biết á, before and after. Trời đất ơi, cái thằng nó đã sửa đẹp mà nó còn có duyên nữa. Trời đất ơi. Ê, before. Mày á, before. Mày đứng kế bên after của tao giùm khoai. Trời ơi, ông trời ông cho hết mà ông lấy hết rồi má ơi. Không chừa cho con nhỏ một chút xíu nữa. Trời đất ơi, đã xấu mà mở miệng ra cái giọng còn dở. Thằng nhỏ đã đẹp mà mở miệng ra, trời đất ơi, hung cái nữa coi. Trời, trời xanh nó ra một đẹp quá trời. Cái công của em sửa em phải hung chứ. Công cho anh chụp tấm hình. Mà sửa, bác sĩ sửa. Quá. Gì à? Cho chụp tấm hình đi. Bây giờ em là người khác rồi. Sao à? Chị muốn chụp hình em chị phải trả tiền quảng cáo chứ. Trời ơi. Cậu nên nhớ là thẩm mỹ nào làm cho cậu đẹp. New You của tôi, sao cậu mau quên quá vậy? Quên là nghệ thuật sống đó chị ạ. Chị thấy không? Xấu như hoài tâm nè. Lâu lâu mới cua được một cô, nên gì đâu dám quên. Còn như em nè, bây giờ em quen biết bao nhiêu cô, em phải học tính quên. Nhớ nhiều nặng đầu, nhức đầu lắm. Thôi hai đứa xấu ở lại chơi nha. Anh về. Cho miếng nhạc Đa Nguyên ơi. Đâm đầu vô đó rồi vô sửa lại. Đẹp quá trời. Ê, trời ơi. Gì vậy? Trời ơi. Tôi bảo giật mình sao quá. Quay qua bên đây, nhìn bên đây, quay qua. Trời ơi. Bà nha, bà làm lố quá. Nhờ hung nhỏ hai cái nó có oxy sống tiếp á. Hung cha này là đột tử chết liền luôn. Chị kỳ dễ sợ luôn nha. Ê, nhưng mà thằng đó kỳ quá. Kỳ gì? Dù gì cũng thẩm mỹ viện của chị sửa cho nó đẹp, mà nở lòng nào chụp tấm hình nó không cho, cái thằng xấu tánh. Xấu cái gì? Em thấy nó nói đúng chưa? Tự nhiên thấy trai đẹp cái nhào vô tươm tướp như cướp vậy. Chị người ta làm vậy đúng mà, người ta đẹp rồi người ta muốn chờ, trả tiền mới được quần chụp hình ta chứ. Chị kỳ quá à. Mà em nói chị nghe. Dạ. Giờ chị nhắm giùm em coi cái đống tiền này nè chị. Dạ. Nè bác dạ. Sĩ thẩm mỹ ở đây hay lắm. Dạ chị. Thiệt. Người
trong y khoa người ta có cái câu mà mình phải nghĩ nên mình nhớ. Cái câu gì chị? Bác sĩ mà chữa bệnh là cứu đời. Dạ. Bác sĩ thẩm mỹ là làm đẹp cho đời. Hai cái nó đều quan trọng như nhau hết trơn. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà em có thắc mắc. Thắc mắc cái gì? Bác sĩ ở đây giỏi như vậy mà sao không có sửa nhan sắc của chị đẹp hơn ha? Giỡn à. Vậy cha? Không nói thiệt. Thế anh cha này nói tôi không quên mà anh cha áo hồng vỗ tôi quên ra. Tôi chưa đủ đẹp sao trời, tôi chưa đủ đẹp sao, tôi còn chỗ nào sửa sao? Ủa chị sửa rồi hả? Sửa rồi á. Vậy là trước khi sửa chị cũng ớt lì lắm ha. Chưa à. Sửa thì tôi cũng như cậu vậy, tại tôi chuyển giới mà. Hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi nãy hai thằng nào ông nói chuyện với nhau hả? Thầy ghét rồi. Không phải ý tụi nó, tôi phẫu thuật rồi nhưng mà tại tôi thành công tôi đẹp mà cậu tôi cũng kỳ quá. Ồ, thôi bây giờ nó nghe nè, đừng có nói cái chuyện đó nữa, giờ chị tập trung chị lo cái này nè. Giờ chị nhắm giùm em vào cái đống tiền này nè. Tôi ghét ai mà đi làm thẩm mỹ cái nói tới tiền lắm. Bộ có tiền là được hết sao? Thẩm mỹ cái quan trọng nhất là cái may mắn. Cái quan trọng nhì là hiệu quả của cái thẩm mỹ đó có làm tốt hay không. Hiểu sao, chưa? Không hiểu có vậy. Nhiều người á nghĩ có tiền tới cái kêu bác sĩ làm. Có nhiều má có 100 pound à, 50 kg à, vô làm cặp nhũ. Để bác sĩ ra làm đi, xin thêm. Trời ơi, xin thêm chi? Rồi khi mà vừa mới leo xuống một cái, tao nói 40 pound nó giật sập đập cái mặt phải làm lợi. Xin thêm thứ gì á, phải làm thẩm mỹ mà làm như chợ vậy đó, xin thêm. Trời ơi, làm như là đi chợ xin cộng hành cộng ngò. Có mấy má còn xin thêm 2 trái ớt nữa. Ông xin 2 trái ớt để đâu chị? Lên 2 cặp chân mày nè. Trời, cái gì vậy? Mở vậy tôi nói đừng có xin thêm, hiểu không? Dạ. Cái mặt của cậu để nó bình tĩnh đi. Dạ, dạ. Tôi sẽ dạ. Nghiên cứu cái mặt cho cậu. Mà chị hay ha, chị làm thư ký đây mà sao mà chị... Tại giận dễ sợ, nói sao tôi giới thiệu nãy giờ mà không tin tưởng tôi. Ngoài thư ký tôi còn là cố vấn về nhan sắc. Chị làm cố vấn về nhan sắc? Ừ, trời ơi, có nhiều người ta tới đây tao làm 1-2 món thôi. Mà tôi cố vấn một hồi là nghĩa như là toàn thay luôn. Trời. Vậy là chị dụ người ta làm để kiếm tiền theo gì? Bậy, đây là uy tín của cái thẩm mỹ của tôi chứ không phải là dụ người ta làm. Phải làm cái gì đẹp, giống như cậu này nè. Dạ, dạ, hiểu không? Bây giờ có cái model là gọi là full lip. Full lip? Lip là cái môi. Full là cái bơm cho nó sexy. À. Hiểu không? Nhưng mà sexy á, mình cũng phải suy nghĩ coi mình ở đâu. Ví dụ như mình ở cái chỗ Mỹ trắng á, nó còn biết cái đó là sexy. À. Cái môi, cái chân. Dạ, dạ. Còn ở cái chỗ Việt Nam mà cộng chồng người Việt không có nên bơm. Sao vậy chị? Cái chỗ đó hay bán xương sa hột lựu lắm. Ông ăn vô cái thằng kế bên nó thèm tội nghiệp. Không hiểu. Bơm cái mỏ lên đâu còn cảm giác nữa. Ừ. Ông ăn xương sa hột lựu, xương sa nó vô rồi nước đường nó chảy 2 cái kẻ nè. Rồi cái thằng kế bên nó thèm cái nó xiết. Hiểu không? Thôi, em nhìn cái mỏ chị mà em thèm luôn á. Thì đó. Chị ơi chị. Nhưng mà riêng cái môi của cậu là cậu nên bơm. Ủa sao vậy? Tại cái môi của cậu là cái dòng này nó gọi là cái dòng phù sa đun đầy, hiểu không? Yeah. Nó bồi đắp cho nên nhìn nghiêng nó hơi đưa ra. Không vậy em nhìn em nhìn thẳng. Bây giờ cậu phải bơm lên, hiểu không? Yeah. Cậu bơm lên ở chỗ Việt Nam tao thấy cậu là cái môi sexy. Yeah. Chứ tao quên đi cái khác. À. Còn cậu ở chung với Mỹ đen đừng có bơm. Sao vậy? Cái môi cậu là giờ là 1.5 pound thịt rồi. À. Đủ 2 dĩa steak rồi. À. Cậu mà bơm thêm lên là cậu nghĩ cái nó thòng ra. Đó. Ở thằng như vậy, Mỹ đen nó tưởng giỡn mặt với nó, hiểu không? Nó đập vô trong mặt, gãi mũi, sửa cái mũi. Hiểu chưa? Trời ơi, tôi có tâm lắm. Cố vấn mà có tâm lắm. Vậy chị, nói chung là giờ cái môi của em là còn tùy theo cái địa lý, cái địa hình em mở nữa phải không chị? Thì mở vậy. Trời ơi, hay quá chị, cố vấn quá hay luôn. Bây giờ mấy mình bỏ cái mỏ em qua bên đi. Bỏ cái mỏ đi. Tại vì giờ em chưa có xác định được là em ở đâu. Ừ. Ha, bây giờ hết cái mỏ rồi mình làm cái gì chị? Cái mũi em. Cái mũi bây giờ bên Hàn Quốc nó gọi là S-line, nó cong cong như chữ S vậy nè. À, không, không. Em trước khi em vô đây là em quyết định em làm cái mũi chữ H-line. Chữ hờ á. Tại sao? Trời ơi, phong trào bây giờ ai người ta cũng thích ật mess đó. Đó, con dạ, mess mình phải làm cái chữ. Ê, cái thằng ông nội, mày có thấy ai mà có người nào mà có 2 cái sóng mũi trên mặt không mày? Mày nghĩ sao chữ H là có 2 cái đây rồi sao quánh cái mặt? Tao quá nhân dị dạng hả? Tao lao mà đây nè, ngồi xuống đi. Yeah, yeah. Đây nè, bây giờ nè, ông lựa sóng mũi đi. Tôi có 20.000 cái sóng đâu, muốn lựa cái sóng nào ông lựa. Yeah, yeah. Ủa, nãy tôi có cái điện thoại của tôi đâu rồi, nó rung quá trời. Kìa, kìa, chị. Đợi, anh lựa sóng mũi. Rồi, em lựa. Em nghe điện thoại. Alo. Dạ, alo, dạ, Niu Du à. Dạ, dạ, đúng rồi. Dạ, dạ, em nhận anh liền. Trời ơi, cái giọng của anh là giọng đặc biệt mà. Anh có cô vợ, tên là Cindy Phan. Dạ, anh dẫn tới đây làm phẫu thuật. Anh xinh quá trời luôn, em nhớ chứ vợ. Dạ, đúng rồi, làm cặp nhũ, đi cúp. Dạ, làm, dạ, bên to bên nhỏ ha anh? Em có,
bên to bên nhỏ là lỗi của anh chứ không phải lỗi của thẩm mỹ viện em. Bây giờ em hỏi anh trả lời thiệt tình nha, từ hôm bữa chị làm cặp nhũ về tới giờ anh có để tay lên ngực vợ anh ngủ không nè? Có đúng không? Rồi 15 phút sau anh có đổi qua ngực phải không nè? Không đúng không? Anh ơi, làm ngực mình phải chịu khó, trở như trở bánh tráng vậy đó anh. Dạ, 15 phút mình để vào đây. Ê ngủ, 15 phút nào giật mình rồi, để vào đây. 15 phút sau giật mình vậy, để vào đây. Dạ. Anh ơi, anh thử đi nha, tháng sau anh gọi lại, còn nếu đều là khỏi gọi cho em. Dạ. Em chúc gia đình anh thành công trên con đường nhồi bộ. Dạ chào anh. Dạ, dạ chào. Cái gì vậy? Cha nội nào mà tào lao quá vậy? Trời ơi, cái vòng một mà nó bự và nhỏ thôi mà cũng gọi lại hỏi là sao? Trời ơi, thẩm mỹ là làm dâu chăm họ. Nói vậy nghe này, bây giờ đàn ông mình thấy nó nhỏ là mình phải nhào vô, mình nhào nắng liền à. Đúng không? Còn nó bự thì hốt nó thôi, còn mày đặt gọi hỏi nó. Thì bởi vậy Em quyết định là em làm cái chữ S giống như của chị à. Chứ đừng có làm cái chữ Eli nha. Tại sao vậy? Dạ em có vợ bạn đó, nó đi sửa cái mũi Eli về, hai vợ chồng ly dị luôn. Mắc gì ly dị? Trời, chị nghĩ sao cái mũi Eli, cái mũi dài thòn ngọng quắc như cái mũi tên vậy đó à. Mỗi lần đèn chồng xuống trời nó đâm lũng da mặt chồng, giận quá ly dị luôn. Trời ơi, thấy không, cái mũi là cái cung phu thê đó. Đúng rồi, bây giờ chị làm cái chữ S cho em đi, Eli đó. Dạ. Nè tôi nói nghe, nhiều người ham làm theo ý của mình. Dạ. Sửa tới cho người ta tư vấn, cho tôi tư vấn cho làm đi. Dạ. Không chịu làm theo ý của mình, giống cái mũi nhọn đó là sai. Dạ đúng. Giống như nhiều bà tới đây, già là nó có nét đẹp của thời gian. Dạ. Đẹp theo tùy tuổi, 50 có đẹp 50, 60 có đẹp theo 60. Không chịu, đòi căng, mà căng theo ý bà. Trời ơi, căng cái mặt như cái trống vậy đó cậu, căng vậy nè. Cái mặt đó gọi là linh hồn tượng đá đó. Linh hồn của quỷ cái tượng đá vậy. Dạ đúng. Trời ơi, ông chồng ông thấy cái mặt không muốn dí súng ông đuổi luôn á. Dạ, trời. Còn có nhiều bà tự động mua cái filler đó về chích cho lỗ tai nó dài xuống đây nè cậu. Dạ. Phong thủy nó gọi để về cho trường thọ. Trường thọ cái gì, nó đoạn thọ. Tự chích ở nhà, chích xong nó nhiễm trùng chết tại chỗ. Bậy quá. Bởi vậy nó mà mua đen giờ sao kỳ quá cậu. Sao nữa? Ngày xưa ông bà mình nó nói cái khuôn mặt tròn là khuôn mặt đầy đặn, là khuôn mặt phú quý hạnh phúc. Đúng rồi. Mua đen bây giờ cứ nói mà. Trong chuyện Kiều mà còn có cái câu mà. Câu gì? Cái câu là khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở đang. Đúng không? Đúng rồi. Vậy mà bây giờ nó không chịu, nó thích khuôn mặt dài thòn lòn như cái ống bơm vậy. Trời, chị nghĩ chị nói vậy em mới thấy cái khuôn mặt mà nó dài đó, giống vậy đó, người ta nói là mặt dài như cái lưỡi cài là cái hậu vận vất vả. Ông bà mà nói vậy khổ lắm. Không, nhưng mà cái nét đẹp với tướng số và nét đẹp của thẩm mỹ không bao giờ nó tương đồng với nhau. Nhưng mà tôi là tôi cứ lo nét đẹp thời thượng, tại tôi làm thẩm mỹ mà. Dạ. Có nhiều bà đó mặt dài vậy còn chưa vừa lòng, đòi gắn cái càm à, hiểu không cái mà vô lựa càm giống như lựa rau vậy đó. Trời ơi, càm nó không được, dốt lựa một hồi mới lựa được cái càm. Có nhiều bà cái mặt chút xíu rồi còn gắn cái càm chìa coi vậy nè. Từ ngày gắn cái càm về nhà gia đình khỏi xài móc. Sao vậy? Móc vô cái càm của bà ra được rồi. Chị tiễn tả thấy ghê quá à. Trời ơi, em nghĩ em tưởng tượng là cái càm mà nó dài ra giống vậy nha. Đến ngày Halloween nó chị phát cho bà cây chổi, lấy cái khăn bàn chùm lên là bà y như một phù thủy luôn. Trời ơi, trời ơi, ghê lắm luôn á. Bà tốn tiền quá trang. Không phải. Ê, trời ơi, vừa nói phù thủy. Trời ơi, cái gì vậy? Nhân của thôi, đừng có sợ. Chị trời ơi, đâu tự nhiên xuất hiện con mâm mì vậy chị? Đi đi lộn đường, đây đường này em ơi, đường này. Nè, em đi đường này nghe, hôm nay là xuất viện nghe, bác sĩ khám lại lần nữa nghe cưng. Ai vậy chị? Bệnh nhân sắp xuất viện rồi. Bệnh nhân gì mà cái gì thấy ghê vậy chị, làm gì vậy? Đâu có làm gì đâu, người ta làm có cặp nhũ hả? Vòng 1. Ôi, làm vòng 1 rồi sao băng vòng 2? Lấy miếng mỡ bụng. Ôi, thì sao mà bỏ vòng 3? Chẳng lẽ lấy mỡ bụng ra dư làm gì, chẳng lẽ chiên cá ăn? Đúng không? Lấy gắn xuống vòng 3. Rồi sao quấn toàn người vậy chị? Tắm trắng toàn thay. Trời ơi. Ghê quá vậy. Đâu có gì đâu, ghê. Ghê không chị ơi, thôi con có mâm mì rồi ơi. Ủa mà chị, sao cái cổ sao cũng băng bít lại vậy chị? À, cắt cái đầu thay cái đầu mới. Cái gì vậy? Đó, cha này cha hỏi hồi tôi quý quá. Cái gì đó, cái gì vậy? Cái gì luôn á? Cắt cái da cổ, còn cái mặt là kỳ trước cổ làm rồi. À, thấy uy tín rồi. À. Cho nên hôm nay cổ mới quay lại cổ làm tiếp cái body đó. Chị ơi, chị làm ơn chị đẩy vô cho chưa xong mà kêu con mâm mì này nó vô trong nó nghỉ ngơi đi chị. Tại vì tôi nói cậu thấy rồi. Ghê quá. Thẩm mỹ đi, là đi, mình đi vô phải đi, làm trời ơi thấy ghê quá đi. Cái đẹp em không? Nói thiệt chứ chị, em không hiểu nó sao luôn mà vậy nó cái gì vậy chị? Trời ơi. Hả? Cái gì vậy? Không có nhỏ em ơi. Dạ. Cha nội này phá qua em ơi, gắn vô em ơi. Trời ơi, cha này thiệt tình. Gắn vô bác sĩ, gắn vô giùm bác sĩ ơi. Bậy quá nha. Chị ơi chị. Bây giờ ông làm sao mà ông đỡ cái vùng nào?
Mà giờ vô nhỏ đi tướng dách dách sảnh đi luôn. Cắt nó xúc ở đâu cái vòng ba rồi, bác sĩ đền thấy mồ luôn. Nghe em nói giờ mà tự nhiên vô trọng nó nhất bên trọng nhất bên kinh coi kỳ lắm. Bỏ con mâm mì đó đi chị, giờ em nói chị nghe. Tôi cố vấn tôi mới lo chứ. Em giờ tự nhiên cái người phụ nữ đó đang làm đầy đủ đưa cha này vô cái gì giờ đi cái tướng. Kỳ lắm. Kỳ. Cha này cái phá tôi hoài rồi thiệt. Xin lỗi vậy? Chị mà giờ em nói chị nghe nè. Vậy? Dạ em không có nhu cầu mà thẩm mỹ viện toàn thay giống như con mâm mì đó nha. Bây giờ em nói chị nghe, chị giúp em đi, chị làm cho em cái đống tiền này thôi nè. Đó, coi làm như giống cái cậu nãy mà bước vô rồi bước ra thôi. Yeah. Yên tâm, tôi sẽ nhận tiền của cậu. Nhưng mà cậu là khách hàng đặc biệt, tôi sẽ tặng trước cho cậu 5,000. Chị xạo dễ sợ luôn. Sao vậy? Lần đầu tiên em tới đây mà làm gì mà gì, tự nhiên tặng 5,000, cái hàng gì đặc biệt? Cậu là khách hàng đặc biệt, tặng 5,000. Tại sao? Cậu đi ra cậu sửa hàm răng trước đi. Được thôi. Rồi cậu quay lại đây tôi phẫu thuật cho cậu. Chứ phẫu thuật mà chưa có sửa hàm răng cũng như không à. Nè cá hồng cho vỗ nữa à. Thấy không? Cha nó làm gì cho cậu? Chị nói đúng. Cái răng cái tóc là gốc con người. Có gì chị nói đúng là vậy. Mình. Ủa mình, trời ơi, em đi giật được cái giải hoa hậu phu nhân xong em kiếm mình nhìn tới nhìn lui mình đi đâu mất tiêu vậy à? Trời ơi, anh vừa thấy em giật được cái vương miện hoa hậu liền anh là phải phóng vô đây liền để anh sửa lại để anh thi nam dương. Ừ, đứa hoa hậu đứa nam dương vậy nó mới xứng đạo xứng kép. Mà em nói nghe nè, em đâu có cần sửa gì đâu, em vô đây làm gì? Em đâu có sửa, em đi vô đây em kiếm mình nè. Kiếm anh hả? Ừ. Dạ. Chị. Dạ. Dạ, đây bà xã của em. Dạ. Chào chị ơi, bởi ông bà ta nói đúng. Dạ. Vợ chồng là cái duyên số. Dạ. Dạ. Cái này là nồi tròn úp vung méo nè. Vợ đẹp quá ông chồng. Ừ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Không giấu gì chị, hai vợ chồng em á là coi như sống hạnh phúc với nhau coi như cũng 20 năm rồi phải không mình? Ừ, 20 năm. Dạ. rồi được mụn con gái nó được 12 tuổi mà nó xui chị, nó xấu giống ba nó y chang vậy à. Cho nên á bà có duyên ghê. Dạ, chồng em xấu cái xong á cái nó biết thế nào nó cũng phải vô viện thẩm mỹ. Dạ. Tội nghiệp, cho bao nhiêu tiền nó cũng không có chịu xài, nó bỏ ống coi được nhiêu vậy hả mình? 16,000. Dạ 16,000. Cái xong cái ông ăn cắp của con nhỏ hả chị? Em cắp cái gì? Anh mượn tiền của con ăn cắp cái gì? Anh nó ăn cắp thì nó ăn cắp đi. Tại vì con em á chị, nó gọi điện nó khóc quá trời quá đất, nó mét cái bàn cắp tiền cho nên em mới biết mình ở đây nè. Ê nó nghe nè, vợ ông đẹp quá không cần sửa gì đâu, sửa cái nết là được rồi. Dạ, dạ. Cái cưng em, đó, em nói chị nghe, tại vợ em người miền Tây đó. Dạ. Dạ, ăn nói thật thà lắm. Ừ. Dạ. À, bây giờ nghe mình nè. Dạ. Chồng của chị á, đi kế bên chị thì người ta thấy không có xứng đào xứng kép, nhìn á không bằng chị, cho nên ổng tới đây ổng sửa. Ổng sửa là vì ai? Ổng sửa là vì vợ. Trời ơi thiệt, cha mẹ sanh em ra hiểu em có mình chị thôi đó. Thiệt luôn á, anh sửa là vì em đó. Mình ơi, người ta nói á, trai tài, gái sắc, đàn ông không có cần đẹp, chỉ cần tài thôi. Nhưng mà anh không có tài. Em biết. Nên anh cần đâm nữa. Chị biết không? Chồng em á bất tài lắm chị, mà tài lẻ cũng không có nữa. Được cái bất tài mà được cài mỗi ngày, tiện nhiêu đưa cho em hết trơn hết trọi, cho nên em rất là thương ổng. Trời cưng đó. Thương chồng thương lắm luôn á. Trời ơi, mặt xấu dễ sợ, xấu thấy cưng luôn á, xấu lạ luôn á, cưng quá trời à chị. Mà được cái mình biết không chị? Biết không, chồng em á ảnh xấu mà ảnh biết ảnh xấu trai, chứ còn em thù nhất mấy thằng cha đàn ông xấu quắc à, mà vẫn tưởng mình đẹp trai. Nói nghe gì mình? Đàn ông xấu á mà tưởng mình đẹp á không có nhiều, đàn bà xấu mà tưởng mình đẹp mới nhiều. Nhìn tôi chi cha quê hả? Tôi cứu ông nè. Dạ, cứu em. À, chồng của chị á lựa cái thẩm mỹ viện này á là vừa nổi tiếng nè, mà quan trọng nha, chồng của chị chọn thẩm mỹ viện của tôi sẽ thay đổi ảnh thành một tài tử, thành một con người mới. Cảm ơn chị, nhưng mà theo tôi nói chị nghe nè. Tiền bạc không thành vấn đề. Thôi tôi nói cho chị nghe nè. Ví dụ như bây giờ người ta nói á, hai vợ chồng đi ra ngoài đường, một cô vợ đẹp, đẹp như em nè, thấy không? Chồng hãnh diện, người ta khen thì chồng hãnh diện. Hãnh diện phải không mình? Hãnh diện lắm. Đó, thấy chưa? Thấy mặt chồng em hãnh diện không kìa? Trời ơi, thấy mặt hãnh diện thấy cưng quá à. Hãnh diện mà cũng xấu nữa à, ghét ghê vậy đó. Đó, còn ví dụ như hai vợ chồng mà đi ra ngoài đường, ha, phải không? Xấu nè, xấu như chị vậy đó.
xấu mà lùn vậy nè. Trời, đi ra ngoài cái tự nhiên người ta nói à, trời ơi con mẹ vậy đó mà lấy được ông chồng đẹp trai, lúc đó chị sao? Trời ơi, trời mặt nhục kìa, trời anh mặt nhục quá trời đó, đó chị đó à. Sao mà anh mới tôi có thai não không ta? Bè con mẹ thì tôi thai não mới được. Chị dạ, dạ em xin lỗi chị, dạ vợ em tánh vậy đó. Dạ người miền Tây, dạ thật lắm. Ủa tánh vậy có bị đánh chưa anh? Dạ em hỏi nhẹ vậy thôi nha. Dạ em xin lỗi chị, dạ. Em ơi, dạ. Bây giờ đó anh thấy em nói như vậy là anh đã hiểu được cái lòng của em rồi. Anh xấu mà em không có chê anh xấu. Anh hạnh phúc rồi, lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Em nói mình nghe nè. Ừ. Ngày xưa đó, em đẹp nhất vùng này nè. Mà giờ em còn đoạt giải hoa hậu nữa. Ai chịu cho nổi phải không mình? Đâu có ai chịu dạ, nổi. Không ai chịu nổi hết trơn. Bao nhiêu người theo đuổi em. Em đâu có chịu. Em đâu có chịu. Mà tại vì em lấy mình là tại vì mình chung thủy đó. Ủa nói vậy là từ hồi đi học tới giờ là bà me ổng xấu mà bà lấy đó hả? Đúng rồi, xấu nhất trường tôi mới lấy đó. Đó rồi chị biết không, ổng chung thủy lắm. Ồ vậy hả? Sao chị biết ổng chung thủy? Thì ổng xấu quá mà. Ổng dê người ta cũng đâu có chịu đâu chị. Cho nên ổng phải chung thủy thôi. Ồ đó. Hay á. Cái này cái chiêu rồi đó. Thấy chồng xấu có cô gái, gái cũng đâu có chịu đâu. Ê, biết vậy ngày xưa tôi lấy thằng chồng xấu xấu. Ủa, bộ chồng chị đẹp trai dữ lắm hả? Đẹp lắm. Sao ổng xui vậy? Em qua đây. Gì vậy mà? Hey! Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị. Dạ, vợ em nó tánh nó vậy đó chị. Em xin lỗi chị. Nhìn lắm rồi nha. Dạ, dạ em biết. Dạ, em thẩm mỹ nha. Dạ. Sao mình? Thấy cưng chứ dạ. Sao? Dạ. Cưng quá tại vì vợ em tánh vậy đó. Dạ, anh nói em nghe nè. Ừ. Thật sự ra đó là anh để dành được mấy chục ngàn. Nó anh định đi thẩm mỹ nhưng mà anh sợ không đủ nên anh mới mượn của con gái thêm 16,000 nữa. Mượn gì anh ăn cắp chứ mượn gì không biết. Ồ, bà này bà tàn sát tất cả luôn ha. Không chừa ai chứ trời chồng bà bà giết luôn. Dạ dạ. Nói chung là chút nữa anh sẽ trả lại cho con gái ha. Ừ. Bây giờ cái vụ mà giờ nãy giờ mà em giải thích như vậy đó, anh hiểu được cái lòng của em rồi. Ừ. Anh quyết định là anh không có sửa nữa. Ủa gì vậy ấy? Định nha. Dạ. Trời ơi tôi tư vấn quá trời má. Chị Vậy mình đưa tiền cho em hết cho em nha. À. Mình đưa tiền cho em đi. Em sẽ làm một việc rất là ý nghĩa. Ơ việc gì có ý nghĩa em? Thì em đi mua một cái giải hoa hồng khác. Trời ơi. Em mừng nha. Trời ơi vợ anh muốn cái gì cũng được hết á. Ông bà mình có câu: kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt u sầu, mà bỏ vợ lên đầu là trường sanh bất tử. Về anh muốn để vợ anh lên đầu, lên cổ, lên trán, lên mặt gì cũng được hết trơn á. Ừ. Anh đừng để em lên bàn thờ, tội nghiệp em. Cái gì vậy? Từ sáng giờ anh tư vấn cho anh quá trời, anh không làm gì đâu có được. Làm gì đi. Không có làm. Tại vì em nói mình nghe đây nè. Nha, em đâu có cần làm gì đâu phải không? À. Em chỉ có một cái này nè, em đưa cho vậy? Mình coi. Quyết rồi, bí quyết mà em giấu mình đi nè. Hả? Cái gì? Nè, mình coi nè nha. Chị coi nè. À. Nè, tôi phải uống cái này nè. Cái gì vậy? Đó. Clamore Collagen Beauty Drink. Đúng cái này rồi. Là cái sản phẩm mới của đó. Forever Beauty Mall phải không? Đi. Mình không cần sữa gì hết trơn hả mình? Nhà. Này của ai vậy? Này sản phẩm của ai? Của cái gì đó Forever Beauty Mall. Mà có dưỡng da nó nè, mình thấy mình em cái đẹp cái gì không? Vậy? Cái gì? Chị làm gì vậy? À, ê, chị làm gì vậy? Ê! Ủa cái gì kỳ vậy? Tụi hết rồi. Trời làm đi. Ơi, không còn cơ hội cho ông uống đâu. Uống hết rồi. Làm thôi, đi làm giùm em. Không sửa, không sửa. Không sửa kể, nào. Bây giờ tôi nói từ sáng giờ mà không sửa tôi buồn quá. Rồi, ê, bây giờ tôi cho coi ví dụ nghe đẹp lắm. Mâm mì của tôi đâu rồi? Mâm mì. Mâm mì ơi. Mâm mì gái chị nhờ em cái em. Đây nè, sửa cái chỗ của tôi, sửa cái mặt bây giờ đẹp tuyệt vời rồi. Bây giờ ta quay lại ta sửa cái body. Đó, cái mặt đẹp ghê chưa? Chị thấy đẹp không chị? Trời ơi, công nhận nha. Đẹp sửa thành công quá trời ơi. Beautiful. Đó, sửa thành công. Đẹp quá trời nhưng mà không có sửa. Ủa sao vậy? Nói nghe nè, ông bà ta thường nói á, củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Thôi về mình. Ai trời ơi, hai vợ chồng, trời tôi tư vấn quá trời mà. Ơi, chị ơi. Cái gì vậy? Em ghét nhất là những người xấu. Hả? Trời ơi, giờ tôi thẩm mỹ xong thằng nào cũng dập tôi hết trơn vậy trời. Hai vợ chồng quay lại. Hết tuần rồi lại chào. Chạy luôn. Thank you em.
quý vị khán giả thân mến, đây là người ở tại Minnesota. Và khi cái vai này rất là ghê thì Việt Hương không có dám mời một cái ca sĩ nào để giúp giùm vai này. Và đây là người tại nơi đây đã giúp cho Việt Hương với cái vai này. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn Vé Loan và cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã cho Việt Hương cũng như tất cả các ekip có mặt ngày hôm nay trong nhóm kịch. Cảm ơn chú Ngạn đã viết kịch cho tụi con. Và kỷ niệm 35 năm không có gì hơn là Việt Hương và nhóm kịch. Kính chúc quý vị khán giả lúc nào cũng mãi yêu chúng em như ngày hôm nay. Và cho chúng em được 45 năm, 55 năm, 65 năm. Xin chân thành cảm ơn. Ôi, nguyên một cái dãy nhà trọ mình có biến rồi. Ừ, ra lẹ đi. Ừ ra rồi. Ua hà. Trời đâu hết hồn á. Mới về hả? Sao về tới đây còn gọi anh chi vậy? Ê, ăn xoài không? Tôi có chuẩn bị xoài cho bà nè, bà thích mà. Đem ra đi. Xoài chấm muối tôm. Ngon. Chờ chút nha. À. Rầu quá rầu luôn. Đây. Bây giờ là không biết rồi sao. Xoài tới đây. Thấy chưa? Rất ngon. À, thấy chưa? Lần đầu tiên bà thấy chị cắt xoài thấy ghê không? Cắt xoài như dưa lưới vậy đó. Lặng lẽ tao phải cắt dài. Không, nhờ. Vậy cho bà dễ ăn đó mà. Đây. Đây đây, để im đó. Ngày hôm nay là tôi phục vụ mà. Quỷ già thiệt á. Nè. À. Cái gì vậy? Ngọt á. Ngọt mà. Ngọt xuống tới bà nhăn mặt mà bà nhéo nước mắt luôn nè. Ngọt ngon. Ngon. Miếng nữa, miếng nữa, miếng nữa. Miếng nữa. Ngon. Ê, xoài này á, tôi mua xong rồi về, tôi gọt xong tôi ngâm chút xíu muối. Xong rồi tôi mới ấy ra, bỏ tủ lạnh nó giòn, ăn ngon. Cái gì vậy? Không ngon hả? Không phải không ngon, ngon. Tao thấy bà rầu vậy? Cái gì vậy? Nó rầu trong bụng. Rầu trong bụng hả? Tiêu chảy hả? Gì tiêu chảy? Chứ sao bà nói bà rầu trong bụng? Nó rầu trong bụng là buồn đó chứ không phải là đau bụng, hiểu không? Ai làm gì bà buồn? Thôi, đút tôi ăn miếng coi. Đây, đó. Thôi, tôi không thích cắm cắm gì đâu. Không thích. Bà lấy tay bà đút tôi ăn. Nó tình cảm. Trời ơi, nghe cái mùi tay của tôi ăn mới ngon đúng không? Đúng rồi, đó. Qua cái cây tre nó mất mùi. Đây, chấm đây, ăn nè. Quỷ già hả? Quỷ à? Đây. Ê, đây, đây, lấy cho tôi đi. Xuất sắc nè. Trời ơi, chút xíu bà cắn cái tay tôi luôn á. Ghê rồi. Ngon lắm. Thơm á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sặc, sặc. Sặc, sặc muối, sặc muối. Sặc muối. Không sao đâu. Bà phun cái gì nước miếng vô mặt tôi còn được mà. Mất vệ sinh ra. Sao Bà nói nghe nè. Chuyện gì mà rầu trong bụng nói tôi nghe coi. Thì đây tính giải quyết ba cái vụ này nè. Chuyện gì? Trời ơi. Có ho hoài trời. Muối. Bình tĩnh. Nghe. Sặc quá rồi, sặc luôn á. Không sao đâu. Bà lo chuyện gì? Vụ hai vạch này nè. Hai vạch gì? Này đồ test Covid nè. Hai vạch.
Này của ai à? Trời đất ơi, tôi cầm mà đương nhiên là của tôi rồi, trách nhiệm thuộc về tôi. Trời ơi, gì sao bà vô ý thức vậy? Vô ý thức gì trời? Hồi nãy giờ bà về ăn à? Mời ăn bà cũng nhào vô bà ăn khí thế. Bà đút cho tôi ăn, tôi đút cho bà ăn à. Bà phun nước miếng vô mặt tôi. Trời ơi, bà kinh khủng khiếp quá. Ủa? Tôi sợ bà rồi, tôi sợ bà rồi. Ủa làm gì sợ? Bà đừng đứng gần tôi nha. Bà đừng tới gần tôi nha. Ê. Hả? Không gì? Có được à. Sao? Nè, tại sao vậy? Hả? Tại sao bà ác với mọi người như vậy? Tại sao bà ác với tôi vậy? Ủa ác cái gì? Có gì đâu mà ác. Bà giác ra. Bây giờ tôi không cho bà gần tôi nữa. Nha. Sao? Tại sao? Tại sao bà bị hại vậy? Hả? Cái này của bà đúng không? Thì nãy tôi nói rồi, hồi nãy tôi cầm là đương nhiên là của tôi rồi, trách nhiệm là thuộc về tôi biết mà. Trời ơi, bà nói tại sao bà nói được một cái câu mà nó nhẹ như lông hồng như vậy? Chứ có gì đâu không nhẹ đây nè, nhẹ hiểu luôn phải không? Nhẹ hiểu là phải không? Trời ơi, trời, bỏ xuống đi. Nhưng mà ông sao vậy, có gì đâu, bình tĩnh đi, không có gì hết trơn á trời á. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh, nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Cái gì? Bây giờ, bà và tôi không còn sự gần gũi nữa. Mà phải giữ khoảng cách đàng hoàng nha. Nếu không tôi sẽ hận bà. Trời đất ơi. Cái này là bà bị đúng không? Bà bị đúng không? Tôi đã nói là cái này hồi nãy tôi cầm thì tôi biết là tôi chịu trách nhiệm rồi. Tôi chịu trách nhiệm mà, tôi biết là tôi chịu trách nhiệm mà. Nhưng mà bình tĩnh đi, có gì đâu. Không có bình tĩnh được. Bà làm như vậy là bà sai. Có gì đâu. Bà hai vạch rồi mà. Bà làm như vậy là bà tầm bậy. Cái gì? Bà bớt cái miệng bà lại đi. Nha, bà nói to ra, phun ra còn nhiều hơn. Phun cái gì, bây giờ sợ cái gì, tôi nói thiệt cái ông, mà sáng giờ tôi đi chợ cả sớm, cả nguyên cái nhà trọ tôi tiếp xúc hết rồi, đâu ai sợ đâu. Trời ơi, bà nói vậy mà bà nói được hả? Ý thức cộng đồng của bà đâu? Ôi em thách thao đồ, bước ra ngoài ngoài hiên. Ô, trông từ xa, thấy ô như hai người quen. Anh, đứng lại đây, ê, đứng lại đây. Dạ. Đem đồ vô trong nhà. Dạ. Không có giặt vũ gì ở đây hết. Đem vô nhà đi. Trời ơi, giấc đêm này giặt đồ mới là sướng chứ. Giấc đêm về nè, là ngay khu sớm mình là nước nó mạnh nè. Rồi nó im ắng, giặt đồ nghe xoẹt 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 xoẹt. Trời ơi, nó xả xì chết mà nó thư giãn, thần kinh lắm. Anh có đồ dơ không đi em giặt? Thôi khỏi, khỏi, mày đừng đứng gần tao nghe. Thôi, ông không có nhưng mà... Giặt ra. Bà đứng bên này. Bà không được gần nó. Nè, tao nói mày nghe, mày đem đồ về đi. Một tuần mày giặt một lần cũng được. Anh ơi, sao kỳ vậy? Em nổi tiếng là em là cái máy giặt của sớm. Coi như là tối nào em cũng đi giặt đồ. Ai có đồ dơ cứ thảy vô thao. Tối em giặt rồi em phơi, rồi mai em gửi lại cho từng nhà hết. Không có thiếu thốn đồ đạc gì em trả, đúng không? Chị, đồ lớn, đồ nhỏ gì em cũng giặt cho chị hết đúng không? Chị có đồ dơ gì không? Đây. Giang ra. Tôi đã nói bà giang ra. Không cho bà gần nó đó. Làm gì tôi không được gần nó. Đi ra. Mày không được gần bà nghe chưa? Anh sao cái nè. Trời ơi. Mày làm gì vậy? Em lại nói chuyện mày với anh. Mày gian ra đi. Mày đi về đi. Tao lại mày. Anh ơi, anh sao vậy? Lại mình nói chuyện. Không có nói chuyện được. Tại sao không nói chuyện được? Đứng xa vậy vẫn nói chuyện được. Mắc mới phải lại gần. Thì mình tình cảm anh em ở hàng xóm láng giềng với nhau, mình nói gần với nhau. Em à, giải thích anh nghe cái này. Tao nói không có được mà, đừng có giải thích gì hết. Sao chạy đi đâu cũng dính hết trơn vậy? Tôi bọc đầu anh mà. Anh chạy đâu vậy? Anh nói chuyện rõ ràng đi. Anh làm gì vậy? Tự nhiên anh giận hờn tôi hay là gì? Anh không có giận hờn gì mày hết trơn á. Không có giận hờn gì, để em cho em giải thích chứ. Nãy giờ tự nhiên là nè, không giận hờn em, tiện xa lánh em. Rồi bây giờ suối luôn bà chị tôi xa lánh tôi là sao? À, đó, bởi vậy tôi phải giải thích với anh. Anh ơi, đừng có ghen tuông vô cớ như vậy chứ. Đúng không? Anh không ghen tuông vô cớ vậy chứ. Nè, bây giờ, đó, ôi, đúng không? Rồi, ổng nói chung là... Giang ra! Ghen. Không có cho ghen, gần ghen quá đi mà. Nè, em nói thiệt nha, bây giờ nè, em với anh đứng gần nói chuyện hai người đàn ông. Em... Hai người đàn ông đứng gần nói chuyện. Cái gì vậy? Miệng tôi thối lắm hả? Anh làm cái gì vậy?
người đàn ông mình nói chuyện. Mày đứng xa ra cho tao thở đi. Mày đứng gần tao nín thở tao mệt quá. Bây giờ tôi giải thích anh nghe luôn. Giải quyết câu chuyện hai người đàn ông. Bây giờ như vậy. Em nói. Mày đứng lại. Rồi. Tôi sẽ tránh xa anh ra. Tao đã nói không cho mày đứng lại mà. Rồi. Không đứng gần tao đâu. Không chứ. Bây giờ như vậy. Phải giải quyết cái chuyện nhọc nhằn ở ngay sớm này. Để nó nhọc nhằn chuyện tình cảm em khó chịu lắm. Chị. Chị có thương em không? Thương. Vẫn là tình cảm với em chứ? Đương nhiên. Em ôm chị cái. Đừng. Đừng. Trời ơi. Trời ơi là trời ơi. Thấy không? Vẫn không có gì lưu luyến. Chỉ là tình cảm chị em thôi. Trời không có gì hết ơi. Gì vậy? Tự nhiên anh đau khổ gì vậy? Anh có thương em không? Anh có thương em không? Đó. Cái này là mày muốn đó nha. Thì muốn chứ. Không phải tao. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở sớm làng là mình yêu thương nhau. Mình phải ôm nhau như vậy. Ôm đi. Mình ôm nhau như vậy. Mày muốn ôm, mày ôm đi. Nó gọi là yêu thương nhau chứ. Sớm mình đó là phải là như vậy. Đúng sớm rồi. Nhỏ mà vui. Chị không có sự ngăn cách. Đúng rồi. Lại đây nè. Em nói nha. Hai anh chị nghe. Một cây làm chẳng nên non, nhưng mà ba cây chụm lại sẽ nên hòn núi cao. Ba cây, nhưng mà mỗi cây nó hai vạch màu đỏ thì nó không thành cái núi. Vạch gì? Không có vạch gì ở đây hết đó. Không có hai vạch gì ở đây hết. Ba vạch gì? Ở xóm mình là chan hòa tình thương hết. Không có ngăn cách vạch này vạch nọ. Nhà này nhà nọ nó chan hòa. Xóm nhỏ mà vui. Mình phải yêu thương nhau. Ráng yêu thương nhau đi. Đúng rồi. Bà F0 đó. Tao. Anh bắt ấn gì vậy? Ấn ông nội mày, cái này F1. Mày là bây giờ là mày là vậy nè. Ông chừng mày cũng vậy luôn giống tao đó. Ôm nữa đi. Giận chơi. Giỡn chơi. Giỡn cái tự nhiên F không biết một nhìn đây. Tự nhiên nói chuyện. Đây đây đây. Đó. Nhìn đi nhìn đi. Cái gì? Hỏi mày hỏi phải của bà không? Cái này là cái này cái test nè. Ờ hỏi phải của bà không? Nó hai vạch. Cái này của ai? Thì đó hồi nãy chị nói với ổng rồi. Chị cầm trên tay của chị. Chị biết rồi chị trách nhiệm. À cho mày. Sao vậy? Ngu. Ta đã nói không được rồi bà. Mày có lại trời. Bây giờ cũng ai cứu mày đâu. Tao đã cản mày rồi. Sao chị ác vậy? Ác cái gì? Trời ơi trời. Chị biết như vậy rồi. Mày chị ôm tôi. Mày nhào vô mày ôm bả trước. Mày đừng có vu oan giá họa cho bả. Còn anh nữa, anh nói anh thương em. Sao anh không đánh đập em? Xua đuổi em, đánh đập đá em. Nhăn vô nhà đi để cho em ôm bả chi vậy? Tao chửi mày quá trời, mày vẫn dí theo tao, mày xin ôm mà. Trời ơi! Còn tao tình nguyện tao ôm. Trời ơi! Trời ơi, thiệt tôi tức hai người dễ sợ luôn á. Tôi... Trời ơi! Bây giờ hỏi bà nè, mấy ngày rồi? Cái này là nào? Hai ba ngày. Ba ngày? Vậy mà hai ngày trước. Hai ngày trước chị còn tổ chức sinh nhật ở ngay cái xóm này nữa. Đúng rồi. Trời ơi, chị mời em với ảnh qua ăn sinh nhật của chị. Bữa đó có nhậu. Em còn nhớ mày nè. Nhắc tao mới nhớ mà. Đó, đây còn giữ nè. Ngay đây nè. Đây là ngay đây nè. Bữa đó chơi trò chơi đồ. Đó, ngay đây. Trò chơi vui nhộn rồi trời ơi là trời. Đó, để đây là xong rồi. Bia với rượu pha vô đây. Mình tổ chức uống rượu cần sinh nhật đi nào. Yeah yeah. Hôm bữa là chị uống trước là tại đúng rồi, sinh nhật chị. Ừ, đó. Đó, chị uống. Đó, đó là kính lão đó coi anh uống. Đó ngậm vô uống đó tới em là em nhỏ nhất nè đó đó là hai bữa trước mà ngu nó nhậu hơn nữa rồi mày ngu đứng xa xa nói được rồi bây giờ múc luôn múc luôn nó đậm hơn tại sao lại trời ơi mấy giờ... người sao á ừ mệt quá tôi hai vạch đó tôi ép không đó cái trời ơi mấy người thì biết là vậy trời bây giờ phải làm sao đây trời bây giờ gói quá bây giờ rồi. Bây giờ em bây giờ không biết bây giờ số quận em bây giờ em phải làm sao bây giờ mày muốn làm sao không bây giờ làm sao bây giờ mày đưa số điện thoại ba mẹ đưa mày số đây. Điện thoại ba má ờ để rồi. Tao điện ba má mày lên chở mày về thôi đừng có như vậy trời ơi ba má mà biết chuyện này chết em luôn
Ba má em sẽ xa lánh rồi ba má em sẽ về đồn. Đồn cả ở quê em rồi. Mọi người sẽ đối xử em như thế nào? Em thấy cuộc đời em như thế nào anh ơi? Không được. Cái này phải bình tĩnh lạc quan. Em coi coi báo chí em biết. Bình tĩnh lạc quan xử lý tình huống. Bây giờ mày có nhảy gì quá mày còn mệt thêm thôi. Cái bệnh này nó ảnh hưởng phổi mà mày bớt nói càng nhiều càng giờ tốt. Giờ đứng theo thứ tự luôn rồi đó. Số 0, số 1, số 2. Mình đứng như vậy đi. Mình đứng như vậy đi. Rồi. Mình đứng như vậy đi. Bây giờ em phải làm sao? Bây giờ ba đứa mình là chung một chiếc thuyền rồi. Bây giờ ba chúng mình phải làm sao? Đi chết đi chứ sao giờ? Anh im đi. Anh bậy bạ hết sức. Cái gì nó cũng phải lạc quan. Yêu đời lên. Làm cái gì tự nhiên cái vậy đâu, đi chết. Có gì đâu mình phải tìm cách xử lý chứ. Này sao nói vậy? Mày điên hả? Mày điên hả? Đâu phải ổng nói. Tao nói rồi nè mày. Chứ ai? Nữa hả? Trời ơi, thằng trai đẹp trong xóm có duyên nè. Nó bị gì nè? Ông trời ơi. Sao nó kêu ông giết con chết luôn đi ông trời. Tại sao đối xử với con như vậy? Cái gì vậy? Em muốn chết. Hả? Em tự nhiên muốn sống. Muốn mày điên hả? Bao nhiêu ai, muốn ai sống? Muốn sống. Tụi tao đang muốn sống đây nè. Bây giờ cuộc sống của em nó vô nghĩa lắm rồi. Giết em chết đi. Bậy. Ê, không ai ngu giết mày. Mày tự nhiên mày xúi ở trong xóm này giết mày. Tụi tao đi ở tù hả chị? Mày điên quá. Vậy là anh chị vẫn còn tình thương dành cho em. Còn ơi. Mọi người thương em đúng không? Ừ. Cho em một cái đi. Cho em một cái đi nào. Đây. Chị mập. Ê, ra ra. Bà ra đây ra. Bà biết. Bà đi. Sao? Mọi người yêu em đúng không? Thương em đúng không? Đúng. Chị em mập một cái đi. Trời bà đi theo tôi, bà đi theo tôi. Đi què lắm. Trời ơi. Anh vô đây. Đúng thứ tự. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3 được không? Bài. Đừng. Cái gì? Đâu, mày đừng. Cho em anh nhập với. Không, bây giờ em đừng tính cái gì hết. Em chỉ tính là em nothing. Em không thể, em muốn ôm anh chị. Không, đi. Nó khang kháng quá kìa. Nhưng mà bây giờ mày nghe tao hỏi nè. Mày bị cái gì, mày nói tao nghe coi. Gì vậy? Bị cái gì? Em bị ép. Hả? Em bị ép. Trời ơi, gì? Máy. Mày bị ép máy. Em bị ép A. F A là ép máy. F A là cô đơn. Trời ơi. Em bỏ một cái đi. Né ra. Từ. F A là cô đơn. Cô đơn á. Cô đơn không chết bằng Covid. Không. Cô đơn mới chết. Sống một mình không tồn tại được. Em đi chết đây. Mọi người không thương em đi chết đây. Thôi thằng này nó đòi chết hoài vậy trời. Giờ bao nhiêu người muốn sống mình về đi. Mọi người có thương em không? Không. Thì cho em ôm một cái. Đương thì bây giờ tao nói mày nghe nè. Bây giờ mày thất tình. Mày muốn chết nhưng mà bây giờ á là mày vô nhà mày khóc đi. Rồi từ từ mày chết. Mày sáp vô bộ ba này mày còn chết nhanh hơn đó. Không. Ngay lúc này đây em cần một bờ vai. Trời. Một bờ vai của người đàn ông. Em ơi đừng. Bây giờ em hãy đi mượn một bờ vai lạ của một người đàn ông nào đó đi. Nó đổi giới tính rồi nó mới cần một bờ vai của người đàn ông đó. Thôi. Chứ sao gì? Người đàn ông để đồng cảm với em, hiểu không? Nhưng mà bây giờ thời điểm này tao khuyên mày, anh lại mày. Mày vô trong nhà, mày đóng cửa, mày ôm gối ôm, mày thế cái bờ vai đó đi. Nhưng cái đó không thể nào thay thế được. Em cần một con người thật sự. Chứ nếu không có những cái bờ vai này thì mày sẽ làm gì? Em đi chết đây. Trời ơi, tội nó quá mà. Tội nó quá. Đây. Ôi, bà là một ổ. Gì? Bà làm một ổ rồi đó. Bây giờ là theo cấp độ đi. Từ nhẹ tới nặng. Đây, tôi sẽ là hy sinh trước cho. Hay quá anh Đạt ơi. Đây nè bà. Trời đất. Đỡ ơi. Chưa. Anh Đạt ơi, em cần cái bờ vai này nè. Thôi đi đủ rồi. Thoải mái chưa. Em thoải mái lắm rồi anh Đạt ơi. Tự tin chưa. Trời ơi. Đây nè. Mày giang ra đi. Anh có bờ đùi nữa. Vào đây. Ấp mặt vào đây. Không, anh còn trẻ lắm. Anh không phải là người đàn ông vững chãi. Em cần một người có kinh nghiệm. Nặng hơn rồi đó. Nặng hơn rồi đó. Ôi. Cái này. Dạ. Cái này là tự mày nha. Dạ em cần. Không phải tao. Không phải tao đâu. Ôi. Cho
phải. Anh ơi, chữ phải thật là mạnh. Anh có tặng em cái gì không? Chia sẻ với em đi. Anh đã chia sẻ với em nhiều lắm. Anh không thể nào đếm hết được bao nhiêu đâu. Anh thôi, ơi, em làm gì thôi. Anh có thấy là em ngốc nghếch lắm không? À, em không ngốc nghếch. Em nên vào bệnh viện tâm thần đi. Anh sợi em. Sống ở đời phải tự tin lên. Em hư với anh. Em phải tự tin lên. Các anh tặng anh cái gì em chia sẻ hết rồi. Em nhận cái đó. Tụi anh chia sẻ hết rồi đó. Mấy mà... người này làm cái gì á? Nhỏ đó hoang mang. Hai anh là đàn ông. Em cần một người phụ nữ. Trời. Mày ngu đó, mày ngu lại đó. Đây. Mày ngu. Nó hôn ổ làm... luôn. Chị thông cảm. Hung em một cái. Dạ. Thương chị ơi, em quý chị thôi, quá. Không có gì hết, có gì cứ nói với chị nè. Chị có gì cứ nói với chị. Dạ. Thương chia lắm. Chia sẻ với nỗi đau này. Thương thương. Em đó. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi FA của em nha. Rồi ô. À, nãy giờ là bà chia sẻ cũng là mấy ngàn con á. Dữ lắm rồi, đếm không hết đâu. Chị thương em lắm, em bị FA chị chia sẻ giùm em. Đúng rồi. À, em bị FA đó. Dạ. Chỉ là F0 chỉ đang chia sẻ với em đó. Mà đi đi. Trời ơi. Trời ơi. Mà làm cái gì vậy? Trời ơi, may là người quen chứ người lạ người ta giết nó rồi. Nó quăng tôi như một con cúp bế. Chị bị F0 hả? Trời ơi. Chị ác lắm. Chị tàn nhẫn, chị dã man lắm. Chị ơi, tại sao chị ích kỷ như vậy? Biết mình em không rồi thì chia sẻ với em làm cái gì? Thôi mày đừng chửi bà nữa. Qua đây, qua đây. Chị làm vậy đó, chị phải có tình thương dành cho đồng loại của mình chứ. Chị làm vậy, tôi khởi kiện chị đó nha. Tôi khởi tố chị luôn, chị sẽ đi tù. Thôi đánh đi. Mệt mấy người quá. Hồi nãy giờ tôi quạo lắm rồi nha. Ai nói với mấy người là tôi bị ép không? Ai nói? Thì rõ ràng. Bà nói. Rõ ràng. Hai vạch đây rõ đây, ràng. Hai vạch đây nè. Đây nè. Mày né ra coi. Nè, đây rõ ràng hai vạch của ba. Theo thứ tự luôn nè. Đó là anh nè. Đó hồi nãy là anh là gì nè? Đây là F1 nè. Nè tôi nè. Rồi bây giờ mày biết tự làm luôn chưa? Bà đó, đó, đó là bà F0. Mày không làm được chữ F à? Trời ơi. Bây giờ em quẹo luôn. Đó đó chị đó. Đúng rồi đó, đó, đó. Trời ơi. Nó bà là như vậy. Mấy người cả xóm này bây giờ đi tu hết rồi. Ai cũng bắt ấn hết. Mấy người vừa vừa phải phải thôi. Đúng là cái này là của tôi. À không phải, đúng là cái này là tôi cầm thiệt. Nhưng mà nó không phải là của tôi. Tôi nói cho bà nghe nè. Bây giờ bà đừng có giấu giếm nữa. Bà làm như vậy á là bà hại cả cái xóm này đó. Đúng rồi, mình phải bà có trách nhiệm chứ. Đã bị như vậy là mình phải biết, mình biết là mình bị vậy là mình chữa. Chứ bây giờ cầm trên tay của mình là nó nói rồi, không phải của mình còn giấu giếm gì nữa. Mày coi nè, bà bị hai vạch gì thì đó, cầm trên tay của bà là bởi vậy. Mày ăn thôi đi. Quá đáng vừa phải rồi, cuộc sống không có lòng tin dành cho nhau. Mày điên hả? Cái này phải của chị đúng không? Đúng. Đúng rồi. Mình... cái này là của em. Hả? Dừa, cho bà dừa nghe. Trời ơi. Trời ơi trời. Cái này của em. Sao ngựa về ngược vậy? Vậy là nó rồi. Hèn gì mày về mày cảm thấy mày đau đớn trong lòng khi mày hại cả cái xóm này. Cho nên mày khóc lóc rồi này nọ, đặng mày lây hết cái xóm này đúng không? Tại sao mày sống không có ý thức gì vậy? Tại sao kỳ lạ vậy? Em có ý thức lắm. Mày biết như vậy? Không, mày bây giờ nha. Đứng im nè. Mày ôm bà đi. Trời ơi trời, hồi nãy là đúng là thiệt, tôi dại dột, tôi ôm nó rồi thì xèo. Thằng này mày quá đáng như vừa mày. Mấy anh chị làm sao á? Sao vậy? Sao vậy? Cái này đúng là của em. Thì của mày, mày đã biết mày vậy. Nhưng mày còn về mày ôm. Em nhặt ở ngoài cổng nhà trọ của mình. Lại một người nhặt. Em ý thức, em có lấy chai còn. Em xịt đàng hoàng. Em lấy cái đồ gấp, em gấp, em bỏ vô đây nha. Em bỏ vô đây, em định đem đi quăng vô thùng rác. Nhưng mà chưa kịp quăng á, cái tự nhiên nghe điện thoại của ông bồ em. Em vội vàng em quăng xuống kia nè. Cái giờ chị Linh lấm cầm lên. Cuối cùng của ai không biết luôn. Trời ơi, làm hồi nãy giờ né nhà muốn chết luôn à. Vậy là cái này không phải là của chính bản thân mày. Không. Cũng không phải là chính bản thân bà. Không. Hai cũng... người đều lụm hết. Đúng rồi. Cái này là do cái người vô ý thức. Đúng rồi. Làm cả xóm hết hồn. Trời ơi, biết gì đâu, khỏe người quá đi. Thì khỏe rồi. Khỏe quá. Lát hồi mình đi dục. Lát hồi mình đi dục mình đốt. Thôi. Ông nói thất tình, nó thất tình á. Đây đây. Thôi lên đây chia sẻ. Trời ơi. Bây giờ cả xóm mình yên rồi. Có thể ngồi đây trước rồi.
khỏe phào. Hú hồn, hú hồn, hú bây hồn. Giờ là mày muốn chia sẻ bao nhiêu cũng được nữa. Bây giờ mày đang ép A. Thiệt tình. Mọi chia người sẻ bao nhiêu. Đang không có ép gì. Thoải mái. Khỏe phắn đi. Mày có thể chia sẻ 2 giây, 4 giây, 6 giây, 8 giây, 10 giây tao cũng chia sẻ mày nữa. Có gì đây, lúc nói này đây. Đây là tình cảm nè. Đúng em rồi. Cả cái xóm này. Ôi trời ơi. Em quý mấy anh chị lắm. Nói nghe. Bây giờ cái chuyện như thế nào? Sao? Để nói đi. Để anh chị có thể chia sẻ với em được chút nào thì chia sẻ. Em kể đi. Tại sao? Tại sao mày ép A? Tại sao người yêu mày bỏ mày? Mày cứ kể thoải mái đi. Bộ em quá anh em lắm anh ơi. Cứ kể đi. Mày nhúng quá cái giọng nó khó nghe còn chết à. Em thư giãn cho nó để thôi nó... khỏi đi. À, khỏi ha. Để im cho nó nói. Rồi nói đi. Rồi sao? Hai tuần nay em về quê em lo công việc dưới quê á. Giải quyết công việc xong rồi. Em nhớ em bồ quá. Định gọi điện thoại lên thăm nó. Chưa kịp gọi nó gọi về em. Nó nói tôi không muốn gặp mặt ông nữa. Ông ở dưới quê luôn đi. Đừng bao giờ lên đây nữa. Trời mẹ, sức mẹ, sức mẹ ha. Tội nghiệp vậy. Quen nhau mấy năm trời sao tự nhiên nói chia tay trong vòng có 2 tuần lễ vậy. Buồn chứ anh. Nó bị cái gì nó có. Em lần lần em bắt xe lên đây liền luôn. Em đi tìm hiểu em gặp bé bằng thân luôn. Em hỏi tại sao vậy. Tại sao cô ấy không muốn gặp tôi. Bé trả lời bạn em đi cách ly rồi. Cách ly là sao? Vì ép không đi cách ly rồi. Ô, cá à. Sao nó cứ vòng vòng ở đây hoài vậy trời? Sao nó cứ vòng vòng nó quẩn quẩn ở đây hoài? Trời ơi, bây giờ tôi mới biết cái dịch vật đó là cái gì. Sao nó cứ vòng sao mày ác vậy? Hả? Em làm gì ác? Con bồ mày ép không? Ít nhất về đây mày cũng phải có ý thức. Mày né ra. Tao đã né được cái chuyện này rồi. Mà mày, mày vẫn không cho mọi người né cái chuyện của mày. Hả? Sao mày ác như vậy? Em bình thường mà. Bình thường con khỉ khó. Không sao được. Mày điên hả? Nãy mày về mày mạnh miệng. Mày chửi bà này. Trời ơi bà làm cái vậy? Bà sẽ bị chi tố đó. Bây giờ mày làm vậy tao chi cho mày. Mày giao tiếp với em không mà mày nói mày bình thường là bình thường. Hay quá. Chứ tao chi cho mày lên sinh tố quá. Ủa 2 tuần rồi em chưa gặp mặt bộ em. 2 tuần là 14 ngày đó. Đấy, khoảng thời gian là cách ly đó là nó không gặp mặt bồ nó mà. Ê 14 ngày rồi nó lại bay ra khỏi đây nữa rồi. Ồ nó cứ bay vào đây rồi nó bay đi. Bà không... cô ấy bà cô ấy bà như là một cái vong đó nha. Dập bà chiều. Cứ bay lờn vờn ở trong xóm này rồi bà cô ấy lại bay đi. Ôi bà cô vi thiệt là vi diệu. Hay thiệt. Ôi. Hay thiệt. À 14 ngày rồi hả? 14 ngày. 14 ngày chưa gặp mặt bồ luôn. Vậy là không sao rồi, không sao rồi. Thì bây giờ mày phải nói rõ ràng chứ. Chuyện gì nó cũng phải rõ ràng, nói chuyện lúc nào anh chị có nói rõ rồi. Tại anh chị sợ quá, tâm lý anh chị lúc nào cũng sợ sợ hết. Đúng mình phải rồi. Bình tĩnh với mọi tình huống, hiểu không? Đúng. Bình đúng. Tĩnh, lúc nào cũng bình tĩnh nè. Mấy nay nè, tao nhức mình nhức mẩy nè, tao hay ho nữa. Mà tao vẫn bình tĩnh, có gì đâu. Trời ơi, bỏ quay lại nữa rồi. Trời ơi, bây giờ mọi người nghe tôi nói đi nè, khổ quá. Bây giờ á, quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh. Tại vì bây giờ á, mật độ vaccine á, nó cũng đã phủ rộng khắp rồi đúng không? Lo gì nữa, có dính đi thì cũng bị nhẹ. Nhưng mà quan trọng là mình không được chủ quan nha. Đúng rồi, quan trọng là đây tình người ở đây sớm nhỏ mà vui. Trời ơi, có dĩa xoài đây ngon quá. Thôi mình tụ hợp ăn xoài đúng rồi, nói. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, lâu lắm rồi mới ăn xoài đó. Rồi là tụ hợp ngồi đây đó. Xoài này là chấm với muối nè. Còn cái này là giờ chấm với gì kia. Quá ơi. Chương trình Paris by Night Tứ Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty.